sâu dưỡng cho đen. Sâu dưỡng hộp nữa hả? Đúng, hộp mà hộp mà giờ hay bán. Hello. Hello với chị, anh mới nhắn cái mày lên liền rồi. Hello, hello. Đau lưng quá. Like giùm em nha mấy chị ơi, hôm nay chia sẻ like có tặng quà cho mọi người. Hôm nay chia sẻ like có tặng quà nha. Hôm nay chia sẻ like có tặng quà nha mấy chị ơi, chia sẻ like giúp em với nha mọi người. Thấy em chưa mọi người ơi. Thấy em chưa mọi người. Thấy em chưa mấy chị? Ở bữa nay em lười đi mấy chị ơi. Nhiều lắm. Giờ em lười đi quá. Mệt cái bộ. Bóp ơi. À. Ê mấy chị nha. Thế giới mỹ phẩm luôn mấy chị, ở đây là lớn nhất luôn nha mọi người. Ở đây là lớn nhất ha. Mỹ phẩm nhiều lắm mọi người ơi. Chia sẻ like giùm em nha. Chia sẻ like giùm em. Chia sẻ like giùm em nha mọi người nha. Chia sẻ like giùm em. Nhiều quá. Không, chị đang ở chỗ mỹ phẩm, mai chị mới đi, tối mai chị mới đi siêu thị lớn ở trên kia. Tối mai chị mới đi mua siêu thị đồ ăn nha em nha. Bây giờ chị đang ở siêu thị mỹ phẩm rồi. Ủa có không chồng? Chồng lấy cho vợ dầu nè. Dầu đủ loại dầu luôn. Dầu đủ loại với có mấy món mà con vợ quên á. À 4 ke nữa chồng, 4 ke nữa. 4 ke 119 ngàn nha. Chia sẻ like giùm em nha mọi người ơi. Hôm nay em tặng cho mấy chị cái này nè. Năm chị có lượt chia sẻ like nhiều nhất, em tặng mỗi chị một hũ ủ tóc tím. Bao thơm bao mướt luôn nha, mượt lắm. Cái này là ủ tóc tím dạng cao cấp nhất luôn nha mọi người.
và nó là nó thơm mà nó mướt tóc lắm. Đây là vàng ủ tóc lụa mấy chị nha, cho 5 chị có lượt chia sỉ like nhiều nhất ha, 5 chị nha, cho 5 chị ha. Hôm nay 5 chị có lượt chia sỉ like nhiều nhất, em tặng mỗi chị một hũ ủ tóc tím nha mấy chị, cho 5 chị có lượt chia sỉ like nhiều nhất nha. Cái này nó là chuyên phục hồi mấy chị, chuyên phục hồi tóc đó. Giúp mướt mượt và thơm tóc lắm nha mấy chị nha. 5 chị có lượt chia sỉ like nhiều nhất nha mọi người ơi, 5 chị nha. Bữa nay em làm tóc hành nha mấy chị, bữa nay á là chị like được tới 9 giờ thôi. Là do là nó không có người trực cho em á, do em qua em không có nói nó là em hẹn trước bây giờ mấy chị, cho nên là nó không sắp xếp được người trực lại cho em. Ngày mốt là nó mới có sắp xếp được người nha mấy chị, giờ nay nó hơi khó hơn rồi ha, cho nên là em chỉ like được tới 9 giờ rồi em về khách sạn em like tiếp, cho nên là mấy chị có cần gì mấy chị hỏi em luôn nha. Rồi em lấy luôn nha mấy chị nha, em lấy luôn ha. Ba hộp bún gà trái cây, bún gà trái cây là 119.000 nha em nha. Rồi bây giờ em bán tặng cho mấy chị đầu like trước nha, bán tặng đầu like. Đây là cây son dưỡng Nha Đam. Này mấy chị coi giùm em nè, cây son dưỡng Nha Đam nha mấy chị nha. Son dưỡng Nha Đam này mọi người, này. Ha, cây son dưỡng này mấy chị, cây son dưỡng này. Xài loại này đã lắm nha mấy chị nha, từ từ đợi em xíu chị. Đây này mấy chị thoa tới đâu giúp môi hồng mềm mịn môi cho mấy chị tới đó, và đặc biệt nha, trị khô môi, trị thâm môi cho mấy chị luôn. Đó, từ từ nó hồng lên nha mấy chị. Một cây son dưỡng Nha Đam như thế này là 75.000 một cây. 75.000 một cây. 75.000 một cây nha mấy chị, 75.000 một cây. Hôm nay em bán tặng cho mấy chị đầu like nha, đầu like. Còn có giá 19.000 một cây, em bán tặng đầu like. Nha mấy chị mua mấy chị ủng hộ em thêm nhiều sản phẩm nữa nha mấy chị nha, một hai sản phẩm như thêm nữa nha mấy chị nha. Coi giùm em này, môi khô, môi nứt nẻ, môi không căng, không mềm, không mịn, môi bị lì. Môi bị sạm, môi bị thâm á mấy chị. Sử dụng giùm cho em. Này là cây son dưỡng, nghe đi mấy chị, cây son dưỡng nha mọi người nha, cây son dưỡng Nha Đam. Giúp trị khô môi, không mềm, không căng, không mịn môi. Đặc biệt nếu mấy chị mà có bị thâm mấy chị xài cho em rất là đẹp luôn. Coi giùm em này. Mấy chị thoa lên nó có một cái màu hồng đẹp tự nhiên cho mấy chị. Đẹp tự nhiên, đẹp tự nhiên, đẹp tự nhiên nha mấy chị nha. Và nó bám lì ở trên môi cho mấy chị luôn. Một cây son dưỡng như thế này bình thường 75.000. Hôm nay em bán tặng cho mấy chị đầu like còn 19.000 một cây. Cho nên chị em nào lấy lên đơn giùm em, lấy đại vài cây đi để dành về xài. Không khi nào mấy chị ơi, không có khi nào mà em bán lỗ một lần mấy ngàn như vậy đâu mấy chị. Đây là em bán tặng đầu like để em lấy tương tác nha mấy chị nha, chứ không phải em bán tặng để cho mấy chị lấy đầu like lấy tương tác. Mấy chị ghi rõ giúp em là son dưỡng Nha Đam em chỉ like được trong vòng 2 tiếng đồng hồ thôi nha mấy chị nha. Tại vì mỗi khi là nó sẽ trực cho em tới 11 giờ, nhưng mà hôm nay tại vì á là em ra em báo gấp nó quá, cho nên là nó không có ship người được để mà nó canh cho em tới 11 giờ đêm được, cho nên là em chỉ like được tới 2 giờ đồng hồ thôi là em sẽ về. Rồi ngày mốt thì em mới like được tới 11 giờ đêm nha mấy chị nha, chứ bây giờ là em chỉ like được tới 2 giờ thôi nha. Ôi, tới 9 giờ là em ngưng rồi. Cho nên là mấy chị ơi, mình làm riệt riệt nha, mình ôm hàng, mình tranh thủ, em sale rẻ lắm mấy chị. Ân cái nào lụm cái đó, ân cái nào lụm cái đó, em mang hàng em gửi về cho mấy chị nha, nhanh luôn nha mấy chị nha. Hôm nay mấy chị đặt là tối nay á, hỏi là em hốt hàng em gửi về cho mấy chị luôn nha mấy chị. Cho chị cây mascara, quên rồi chứ, để em nói chồng em lên lầu, ở trên lầu lầu 3 trên đó mấy chị, ở thế giới son với mỹ phẩm ở trên đó nữa, bây giờ họ mới lên trên đó được. Rồi chị nào lấy ghi chị em son dưỡng Nha Đam 19.000 một cây, bán tặng lấy tương tác nha mấy chị. Nghe em đi thiệt sự luôn á mấy chị, thử xài một lần đi. Môi mấy chị nha, không bao giờ biết khô môi là cái gì, không bao giờ biết thâm môi là cái gì, không bao giờ mà kiểu như các cái tình trạng ngồi mà lột cái này. Rồi sao ta, nó khô quá cái mấy chị ngồi cứ lột kia nè. Không, thoa cái này rồi là môi mấy chị nó hồng, nó đẹp tự nhiên lắm nha mấy chị nha, và nó căng mịn môi cho mấy chị lắm. Này mấy chị coi nó ra cái màu hồng này, thấy chưa, nó dễ thương chưa? Nhìn dễ thương tự nhiên lắm nha mọi người, rất là tự nhiên luôn. Cho nên là chị em nào ân hốt liền. Hôm nay em bán tặng, em nói thiệt sự luôn á, khuyên mấy chị khách cũ, khách quen, khách lâu năm của em ha, hồi bữa giờ không có biết thì bữa nay quất cái cây này đi, về để xài thử đi nha mấy chị nha. 19.000 một cây, em bán tặng lấy tương tác đầu like. Tại vì thành phần của nó là toàn bộ Nha Đam và vitamin nha mấy chị, cho nên là mình xài nó an toàn cho môi lắm. Rồi lên đơn nha mấy chị, rồi lên đơn bao nhiêu ta, 19.000 một cây, 19.000
19.000 một cây nha mấy chị nha. Son Dưỡng Nha Đam. À chị nào lấy nón nhớ nói nón, nón giùm em nha. Nón hôm nay em bán tặng cho mấy chị. Nón này, à quên, bà nào lấy nói em luôn nha mấy chị nha. Nón lấy tối nay em gửi về hàng gấp luôn á. Nón là 145.000 một cái. Em bán nhớ mấy chị giá sale đầu la chỉ có 79.000, không phải đầu năm mới 79.000. Hàng theo giùm cho em coi này mấy chị. Kể cả những người đi buôn ở đây luôn mấy chị. Người ở Việt Nam mình qua đi buôn nhưng mà do quen biết á, nó nhờ em lấy giùm luôn mấy chị, tại nó lấy số lượng ít quá. Nó lấy lần có 10 cái, mười mấy cái, không có đủ số lượng á. Em lấy cho mấy chị lần một lần nha mấy chị nha, từ 500 cho tới 1.000 cái. Cho nên là thường hay lấy giùm cho nó luôn. Nó bán lẻ ra là 165.000 một cái nón. Còn họ bình thường em hay bán cho mấy chị là 145.000, nhưng mà bữa nay còn 79.000 để lấy tương tác nha mấy chị. Chị em nào ơn ghi chị em nón Adidas 79.000. Coi này, cho kiểm tra hàng trước khi nhận nha. Mấy chị coi cái form nón quá đẹp luôn. Quá đẹp luôn. Nhưng mấy chị hàng theo 79.000. Nó có màu đen và nó có màu kem. Ưng kem lấy kem, ưng đen lấy đen 79.000. Trong trong có nhiều món giờ chưa lấy kịp lắm á. Nhiều món gì ta? Nhiều món giờ chưa lấy kịp lắm. À mà mắc mascara nông chát, mascara nông chát chồng. Rồi. Thì chạy lên lấy lại giùm vợ. Lên giùm em nón 79.000, ưng màu kem lấy màu kem mà ưng màu ân màu đen lấy màu đen 79.000 nha mấy chị nha. Kệ nó mọi người, bữa nay em sale rẻ, chị em nào ân hốt liền. Mấy chị coi này, đẹp lắm nha. Em cho kiểm tra hàng trước khi nhận cho nên mấy chị đừng có lo gì hết đó. Cái này chị nào mà hay order hàng Thái là nhìn cái chất nó đây là biết ngay nó là đích thị nó luôn nha mấy chị nha. Order hàng Thái nhiều là biết liền luôn á. Mà mấy chị thấy cái form em bán cho mấy chị ông rất là đẹp luôn nha mấy chị nha. Mà có 79.000 à. Nghe em chị nào chưa có quất một cái vừa đổi thử đi, ok mua thêm nha mấy chị, ok mua thêm. Mà bây giờ quan trọng này, mua rồi cho kiểm tra hàng trước khi nhận, không có sợ là Thủy ơi có đẹp hay không đẹp nha, cho kiểm tra hàng. Cho nên mấy chị đừng lo ha. Gửi chị em là nón Adidas đen hoặc nón Adidas kem 79.000, nhớ lên màu nha, tại em cho mấy chị chọn màu nha mấy chị. Ưng đen lấy đen, ưng kem lấy đen, cho chọn màu. Chị nào ưng màu nào lên cho em màu đó, 79.000 ha, 79.000. Rồi mấy chị Son Dưỡng Nha Đam, Son Dưỡng Nha Đam nón kem nha mấy chị nha. Em đọc màu kem mấy chị đừng ghi màu trắng. Nón hai màu ok chị luôn. Rồi bây giờ em lên nha mấy chị nha, tranh thủ mọi người ơi, tranh thủ. Mấy chị biết gì không, nãy giờ em không dám đi vòng vòng lâu không nè. Tiền bữa nay lấy hàng mỹ phẩm cho mấy chị nè, bữa nay lấy hàng mỹ phẩm cho mấy chị nè, cho nên là không có dám đi vòng vòng lâu. Em vô là em đi cho mấy chị một lượt cái là em lại em ngồi liền trả tiền bỏ tùm lum á, cho nên là không dám đi tùm lum chỗ. Rồi mấy chị nha, áo đang mặc hết hàng rồi chị ơi. Rồi nha mấy chị nha, nón nó có màu đen và màu kem, ưng màu nào lên màu đỏ giùm cho em nha, ưng màu nào lên màu đỏ giùm cho em. Bây giờ em lên hàng cho mấy chị nè, em lên hàng cho mấy chị nè. Đủ thứ món hết nha mấy chị nha, đủ thứ món hết nha mấy chị nha. Đợi em chút xíu nha mọi người ơi, đợi em chút xíu nha, từ từ nha mấy chị. Nón chị nào lấy nón lên nón, chị nào lấy son lưỡng dưỡng lên giùm em son dưỡng nha mấy chị nha. Chị nào lấy nón lên nón, chị nào lấy son dưỡng lên giùm em son dưỡng nha mọi người. Chị nào lấy son dưỡng lên giùm em son dưỡng ha. Chia sẻ like giúp em với nha mọi người ơi, chia sẻ like giùm em với, chia sẻ like giùm em với nha mấy chị, chia sẻ like giùm em ha. Rồi bây giờ em lên cho mấy chị cái này ha, đây là cái dòng kem chống nắng. Mấy chị tranh thủ nha mọi người ơi, dòng kem chống nắng best seller luôn. Dòng kem này á, là mấy chị đụng vô chỗ khác và mấy chị mua họ từ mấy 7 mấy 8 mấy 9 mấy ngàn trở lên, họ tới 101 102.000 một hũ lận nha mấy chị. Rồi đây là dòng kem chống nắng best seller của Thái Lan nha mấy chị, dòng kem chống nắng mà nổi tiếng nhất của Thái luôn á mấy chị. Dòng kem xài này mấy chị, cái hũ này em đang xài. Đây này mấy chị coi giùm em nè. Đã chưa? Dòng kem chống nắng best seller của Thái Lan nha mọi người nha. Nó có 5 công dụng chính. Thứ nhất là dưỡng trắng da ban ngày giùm cho em. Cái thứ hai là chống nắng SPF 50 BA cộng cộng, coi nè, đã chưa? Thứ ba là mềm da mịn da và mướt da, em mới thoa lên một cái lớp nhẹ thôi đó mấy chị. Đó, mềm da mịn da và mướt da. Cái thứ tư đó là nó giúp cho mấy chị mắt úp, có nghĩa là để chia đi những cái khuyết điểm mà còn xấu trên da cho mình. Và cái thứ năm, cái quan trọng nữa đó là nó bổ sung collagen. Không phải sản phẩm nào nó cũng bổ sung collagen nhiều như chống nắng nano đâu mấy chị. Coi giùm em này, chống nắng nano collagen ha. Loại này nó vừa bổ sung collagen, vừa chống nắng, vừa mắt úp, vừa đẹp da, vừa căng da, vừa mịn da, vừa dưỡng trắng da cho mấy chị. Vô một hũ kem này, đó là một cái hũ kem mà em nói thiệt mấy chị, chỉ cần mấy chị xài thử một lần thôi
Nhưng mấy chị nha, là em bảo đảm mấy chị sẽ xài thằng 2 lần 3 lần 4 mà mấy chị cứ theo nó hoài. Em xài nó hơn 6 năm nay rồi. Nhưng mấy chị xài nó hơn 6 năm nay rồi nha mọi người nha. Hiện tại là bạch nó đang tăng rất là cao. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa này mấy chị, là cái giá của nó mấy chị là 120 ngàn. Nhưng mà em đang cố gắng, em đang gồng giá cho mọi người, chỉ có 69 ngàn một hũ. Cho nên chị em nào lấy sớm ngày nào thì hay ngày đó giùm em nha mấy chị. Chống nắng nano 69 ngàn. Chống nắng nano 69 ngàn. Chị nào lấy lên đơn nha mấy chị nha. Chống nắng nano 69 ngàn một hũ. Chị nào lấy lên đơn giùm em, có 69 ngàn thôi, đừng có tiếc mấy chị. Ăn phát cũng hết 69 ngàn. Nhưng mà cái hũ kem này mấy chị sử dụng đi, nó tốt cho da lắm. Vừa chống nắng, vừa mắc úp, vừa dưỡng da, vừa trắng da cho mấy chị luôn. Và đặc biệt nó bổ sung collagen. Không phải sản phẩm nào cũng bổ sung collagen cao như thằng này đâu mấy chị. Cho nên chị em nào lấy lên đơn sớm giùm chị em ha. Ghi rõ giùm chị em là chống nắng nano 69 ngàn. Chống nắng nano 69 ngàn. Nhà mấy chị chống nắng nano xài êm lắm, vừa mịn vừa nâng tông. Thiệt sự luôn á, cảm ơn chị. Nhưng mà thiệt sự luôn mấy chị thử xài đi nha mấy chị. Đặc biệt là mấy chị mà cỡ tầm mà qua 25 tuổi á, mấy chị thử xài một hũ đi. Qua 25 tuổi mà mấy chị, thêm nữa là những chị nào 35 này tới 45, 55 độ mấy chị ơi, mấy chị xài ghiền lắm. Bởi vì họ cái da của mấy chị nó căng hơn, nó mịn hơn và nó mướt hơn so với những lúc mấy chị không xài kem hoặc những xài những sản phẩm khác. Đây là lý do vì sao mà chống nắng nano ở đây nó bán rất là chạy luôn nha mấy chị nha. Nó bán về top 1 luôn á mấy chị, nó bán không có đối thủ luôn nha mọi người nha. Bán nhanh lắm, rất là hết, nhanh hết luôn á mọi người. Chị em nào lấy thì gửi cho em chống nắng nano 69 ngàn. Chống nắng nano 69 ngàn. Em đang gồng giá rẻ nhất có thể cho mọi người. Và em cũng đang trông cho bạch nó giảm xuống bớt để cho em á họ kiếm cái đồng lời. Nhưng mà họ hiện tại là em đang gồng giá cho mọi người nha. Chị em nào lấy thì lên đơn giùm cho em là 69 ngàn. Em đang định tăng lên là 85 ngàn rồi nha mấy chị nha. Em định tăng lên là 85 ngàn rồi. Nhưng mà em đang cố gắng có thử là mong là 1-2 ngày nữa là nó sẽ giảm giá bớt để em cố gắng em gồng giá cho mấy chị ha. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy ghi giùm cho em là chống nắng nano ha. Chống nắng nano 69 ngàn. Chống nắng nano 69 ngàn. Nha mấy chị nha, xài ngon lắm mấy chị. Đừng có tiếc nha mọi người nha. Đừng có tiếc nha mọi người ơi. Ủa cái này, cái này đó. Dưới là chụp hình rồi. Nhưng mà cái này dưới không? Cái của mình mà. Đúng rồi. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy ghi giùm em là chống nắng nano 69 ngàn. Chống nắng nano 69 ngàn. Chống nắng nano 69 ngàn. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lại lên đơn giùm em ạ. Lên đơn nha mấy chị nha. Chấm bài tương tác giùm em với mọi người ơi. Chỉ có 2 tiếng đồng hồ thôi nha mọi người nha. Chấm bài lên, tương tác lên giúp giùm em nha mấy chị nha. Chấm bài lên, tương tác lên giúp giùm em nha mấy chị. Rồi chị Loan Dương lên số điện thoại giùm em. Mấy chị đặt hàng lên số em ạ. Rồi ok chị này, lên giùm em nha. Chống nắng nano lên đơn nha mọi người nha. Xài ngon lắm. Mấy chị đừng có tiếc, thiệt không mấy chị. Đừng có tiếc, nghe em đi, đừng có tiếc. Tại vì những cái sản phẩm này nó rất là tốt cho da của mình ha. Và nó an toàn lắm, nó không có trường hợp mà nó chảy kem nha. Có nhiều trường hợp mấy chị đi đổ mồ hôi hoặc là bị nóng với đổ mồ hôi mấy chị nó bị chảy kem. Nhưng mà riêng cái sản phẩm này nó không có bị chảy hay là nó có bị trôi kem hay là nó nhớt hay là nhờn da gì mấy chị hết trơn á. Nó không có mấy chị, mình thoa tới đâu nó mềm, nó mịn cho da mấy chị tới đó. Và không bết, không rít da nha mọi người nha. Chị Loan Dương ơi, hiện tại là cái số điện thoại của chị nó không có trong hệ thống ở bên em á chị, cho nên là nó mới xin á. Chị lên số điện thoại giùm em nha chị Loan Dương nha. Chấm bài tương tác lên giúp giùm em với nha mọi người ơi. Ghi giùm em chống nắng nano, chống nắng nano 69 ngàn. Chống nắng nano 69 ngàn. Chống nắng nano 69 ngàn nha mấy chị nha. Rồi nha mấy chị nào lại lên giùm cho em ha. Rồi mấy chị nha, chị nào lại giùm em ạ. Nè, xong đưa lại hũ kim xăm kia. Rồi nha mấy chị, chấm bài giùm em ơi. Sao bữa nay tương tác thì yếu dữ vậy ta. Chấm bài lên giúp giùm em với mọi người cho nó có tương tác với. Ờ, đưa nguyên hộp luôn. Hỏi ăn bớt thử chồng đưa nguyên hộp qua đây này chị. 65 ngàn chị lấy thì chị lên em nha. Kem xăm và kem xăm cam họ, kem xăm cam 65 ngàn nha chị nha. Kem xăm cam. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. Chấm giùm em nha mấy chị nha. Chấm bài giùm em tương tác lên giùm em nha mọi người nha. Sao bữa nay tương tác gì yếu dữ ta. Tương tác thì bữa nay thảm dữ mấy chị. Rồi nha mọi người ơi, cái này là 4K này. 4K hồi nãy giờ mấy chị hỏi em này. 4K nó có 3 dòng, 4K trái cây á là vừa dưỡng trắng vừa trị nám sạm và không đều màu da. Còn 4K đỏ là trị mụn, trị thâm và dưỡng trắng. Còn 4K đen á là chuyên về dưỡng ha. Nhưng mà em bán chạy nhất vẫn là cái dòng này nha mọi người. Em bán chạy nhất vẫn là cái dòng này. Đây là cái dòng nó trị sạm và không đều màu, rất là tốt cho da cho mọi người luôn.
Nano 69, Nano 69 rồi ok mấy chị. Có chị Hôi, chị Tham, để em lên cái đó trước à. Nãy giờ mấy chị có hỏi cái này. Chị thôi, Hôi và chị, để em lên cái này sau em lên mấy chị combo ném rồi em lên cho mấy chị sản phẩm khác nữa nha. Nhiều lắm mấy chị ơi, chỗ này nhiều lắm. Đợi em xíu nha mọi người nha. Cái hũ này là chuyên về đặc trị thâm nách và hôi nách giùm cho em này mọi người. Chị nào bị thâm mà thâm từ thời con gái đẻ xong mấy lứa còn thâm, mấy chị sử dụng cho em. Cái thứ hai là bị hôi nách. Và hôi nách, chỉ hôi nách đàn ông, đàn bà, chị em, phụ nữ mình bị hôi nách là mấy chị xài. Mà mấy chị ơi, xài là sẽ hết thâm và hết hôi. Nha mấy chị, xài là sẽ hết thâm và hết hôi. Cho dù nặng cách mấy đi chăng nữa, mấy chị xài cái này cũng sẽ hết giùm em. Thâm đen thui, thâm đen xì, hôi dữ lắm, hôi ơi là hôi luôn, mấy chị xài đi. Xài là sẽ hết nha mấy chị nha. Giá của nó là 165.000, em đang gồng giá cho mấy chị còn 89.000 nha mấy chị nha. Em đang gồng giá cho mọi người là còn 89.000 một hũ. Mấy chị ơi, chị nào lấy thì lên đơn sớm giùm cho em nha mấy chị. Mấy chị lấy thì lên đơn sớm giùm cho em nha mấy chị nha. Chị nào lấy ghi đơn cho em là trọng đặc trị hoa nách 89.000. Đặc trị hoa nách 89.000. Chuyên về trị thâm và trị hôi, nặng mùi cách mấy em bảo đảm mấy chị xài cũng sẽ hết mấy chị. Già trẻ lớn bé hay là mấy chị mà có con mà tuổi dậy thì á, mà bị hôi nách hoặc là bị thay đổi nội tiết tố và bị hôi nách, bị đổ mồ hôi nách thì mấy chị sử dụng giùm em. Với lại nào mấy chị là bị thâm nữa nha mấy chị nha, thì mấy chị sử dụng giùm cho em ha. Một hũ như thế này em sell cho mấy chị 89.000. Em nói đi nói lại mấy chị rất là nhiều lần luôn, em đang gồng giá. Nếu trường hợp mà ngày mát, ngày mốt, ngày kia nữa mà bạch nó vẫn không giảm mà nó phải tăng lên nữa là em bắt buộc phải tăng thêm cái này. Chống nắng nano em cũng phải tăng, cái này em cũng phải tăng và 4 cây trái cây em cũng phải tăng. Nhưng mấy chị nha, tại vì em bán cái mấy chị mấy món này là cực kỳ sát giá luôn mà bây giờ bạch nó tăng cao cho nên là không biết là em sẽ cố gắng và em gồng được bao lâu nữa. Cho nên là mấy chị nào lấy thì lên sớm giùm em ha. Đặc trị thâm nách 89.000, đặc trị thâm nách 89.000. Trị thâm và trị hôi, nặng mùi cách mấy. Nếu mà mấy chị mà bị hôi á, trong vòng 3 tới 5 ngày thôi mấy chị để ý mùi hôi giùm em đi. Nó giảm hơn rất là nhiều lần so với lúc trước nha mọi người nha. Thử đi mấy chị. Rồi hỏi mấy chị xài thêm vô cho em đi, mấy chị để ý đi, mấy chị hết mùi hôi nách hồi nào mấy chị cũng hay luôn á. Nhưng mấy chị, nhưng mà cái nách đó mấy chị, mấy khi mà mấy chị xài này nhổ sạch cái vùng lông nách cho em thì mấy chị sử dụng á là nó sẽ giúp xe khít lỗ chân lông, xe khít lỗ chân lông nách lại và nó làm mịn cái vùng lông nách, ở bên mịn cái vùng nách cho mấy chị nữa nha. Chứ không phải là không đâu mấy chị, nó làm giảm quá trình mọc lông nách lắm. Bình thường á họ là một tuần mấy chị nhổ một lần, đôi khi mấy chị xài cái này lâu tới cái mức á mấy chị ạ. Thiệt mấy tháng luôn mình mới nhổ lông nách một lần nữa mọi người. Nó ra chậm lắm mấy chị, nó từ từ nó ra ít lần và từ từ nó hết nha mấy chị nha. Chị nào lấy thì ghi giùm cho em là đặc trị thâm nách 89.000, đặc trị thâm nách 89.000 cực kỳ hiệu quả luôn. À, nặng mùi cách mấy mấy chị nghe em cũng hết nha. Thâm nách cực kỳ hiệu quả luôn, bị thâm nặng, xài hết một hũ đã gần hết thẳng. Trời ơi mấy chị ơi, thiệt sự luôn á, thử đi. Nha mấy chị nha, thử đi mấy chị, có 89.000 à. Nhà mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ha, ghi rõ giùm em là đặc trị một hồi nách nha mấy chị nha. Đặc trị thâm nách, đặc trị thâm nách giùm em nha mấy chị nha. Chị nào lấy lên giùm em ạ. Rồi, cái này em lên cho mấy chị là cái serum nha mấy chị nha. Bữa nay serum nó có một cái sự khác lạ này. Bữa nay serum này mấy chị, em biết chị biết sao không? Tên tên nâng cấp serum HTA bữa nay nâng cấp nha. Bữa nay nâng cấp phiên bản mới nhất luôn, nó thay đổi mẫu mã này mấy chị. Này ha, phiên bản mới giùm em nha. Nó có tăng hàm lượng dưỡng chất da cho mấy chị nhiều hơn so với phiên bản cũ luôn. Phiên bản mới nó sẽ dưỡng nhiều hơn so với phiên bản cũ giùm cho em nha mấy chị nha. Phiên bản cũ á, là nó đã tốt rồi, mấy chị xài mấy chị ghiền ơi là ghiền rồi. Thì phiên bản mới không bao giờ là mấy chị thất vọng luôn, mấy chị chỉ có ghiền và ghiền và ghiền thôi. Mấy chị thoa tới đâu hở nó đã cái da mấy chị tới đó luôn. Đây là cái dòng serum mới nhất, ở bên là phiên bản mới của nó nha. Không phải phiên bản mới là nó thay đổi và nó nâng cấp cái tinh chất nó lên đó mấy chị ha. Cho nên là chị em nào mà lấy ngày hôm nay là rất là trúng mánh luôn nha mấy chị nha. Đây là dòng serum ở bên Thái được mệnh danh là dòng serum thần. Vì sao được gọi là dòng serum thần? Mấy chị thoa tới đâu mấy chị để ý coi cái da của em này. Cái da của em này mọi người,
Em có bầu gần 6 tháng mà em không bị nám là nhờ quá trình 2 năm nay em sử dụng serum HA. Đó, mấy chị mới nãy nè, nãy giờ mấy chị lên là mấy chị đã hỏi serum HA rồi á. Bữa nay serum HA bao nhiêu, bữa nay serum HA bao nhiêu đúng không? Nè mấy chị coi em này, nó tinh chất một giọt mà nó keo một giọt như vậy nha mấy chị nha. Đã lắm mấy chị, coi em nè. Serum HA này mấy chị, vừa dưỡng trắng, vừa giúp xe khích lỗ chân lông, vừa giúp nâng cơ da, đặc biệt là nó hỗ trợ điều trị sạm và không điều màu da, hoặc là bị nám luôn là rất là tốt cho da luôn. Và cái thích nhất của nó đó là mấy chị biết gì không, nó nuôi dưỡng da cho mấy chị cực kỳ tốt. Đây là lý do vì sao mà em có bầu gần 6 tháng mà em không bị nám da, đó là nhờ trong quá trình 2 năm nay em kiên trì sử dụng HA. Sản phẩm không bao giờ làm mấy chị thất vọng, không tin xài thử một chai đi nha. 125.000 một chai, đáng lý bữa nay em bán mấy chị là giá của nó là 195.000 một chai, nhưng mà em vẫn duy trì giá cho mấy chị còn 87.000 một chai. Chị em nào lấy thì lên giùm em là serum HIA 87.000. Mấy chị coi này nha, đã lắm. Nó mướt, nó mịn và nó căng cái da của mấy chị, vừa căng da vừa mướt vừa mềm vừa mịn, và xe khích lỗ chân lông cho mấy chị nữa ha. 87.000. Mấy chị nào mà đang xài serum HA này á, thì mấy chị chốt liền cái phiên bản mới nha mấy chị nha. Cái này là phiên bản mới của nó ha. Trời ơi xuống chưa, lấy em ba chai đây, lấy em 5 chai. Em nói thiệt mấy chị nha, serum mấy bà mua 3 chai 5 chai không luôn á. Tại vì đây là những người mà hay, khách hàng quen mà hay mua hàng ở bên em, là mấy chị biết xài nhiều là mấy chị biết rồi ha. Ghi giùm em là serum HIA 87.000, serum HIA 87.000. Kệ nó. Nó ít thôi nhưng mà nó một giọt là tinh chất một giọt nha mấy chị, đậm đặc một giọt, và nó một giọt của đó hỏng mấy chị, nó thấm vô da cho mấy chị, nó tốt vô da cho mấy chị cực kỳ nhiều luôn. Lên đơn sớm đi mấy chị, 87.000. Đó, thấy không? Đã không? Cái da của em là chị mới bôi serum thôi nha. Ở bên này em có bôi chống nắng nhưng mà bên này em không có bôi gì trơn á mấy chị. Ha, chị em nào lấy ghi chị em là serum HIA 87.000, serum HIA 87.000, da sạm này, không điều màu này, hoặc là lỗ chân lông to mấy chị sử dụng đổi giùm em đi. Ha, cái da của mấy chị nó xe khích lại từ từ lại, và cái da của mấy chị nó mềm hơn, nó mịn hơn, mà nó sáng da hơn lúc trước rất là nhiều. Còn mắt rồi em cho mấy chị coi cái da em lúc trước này, để cho mấy chị tin chứ để mấy chị nói ồ con này nó nói sợ. Em cho mấy chị coi cái da em lúc trước này. Cho nên là thường á mấy chị, em hay khuyên mọi người là kệ nó, cứ mua đi về xài đi để nó dưỡng cái da cho mấy chị, nó từ từ nó phục hồi lại da hư tổn cho mình nha mấy chị nha. Này em cho mấy chị coi cái da em lúc trước này, mấy chị coi cái da em lúc trước nè mọi người. Thấy chưa, thấy cái da em lúc trước chưa? Đó, mã họ mấy chị, em coi em xài này, bây giờ hiện tại này nha mấy chị nha, coi cái da em lúc trước này mọi người. Nó vừa đen vừa sạm và vừa không điều màu nha mọi người nha. Vừa đen vừa sạm vừa không điều màu. Nè mấy chị coi em này, đó mấy chị thấy chưa? Mấy chị coi em này, cái da của em hồi lúc trước á. Lúc trước đây là em sinh cái thằng con của em là thứ hai, thằng thứ hai á. Thằng thứ nhất á là một trận rồi, qua thằng thứ hai là mới có 3 tháng là em đã bị nám rồi nha mấy chị nha, bị sạm rồi. Mà em kiên trì sử dụng, mấy chị biết combo nào không? Combo này nè. Em vừa thoa cái này và em thoa cái này. Em thoa cái này và em thoa cái này. Nha mấy chị nha. Em thoa cái này và em thoa cái này, những chị nào mà không đều màu da, hoặc là bị lão hóa, hoặc là bị nám sạm sau sinh á, trời ơi mấy chị sử dụng hai combo này đi, nhanh lấy lại da cực kỳ luôn. Serum HIA chỉ có 87.000 thôi. 4K trái cây này mấy chị coi cái da của em đi, nếu mấy chị nào bị trường hợp mà da như vậy, mấy chị nghe em xài nguyên combo này đi. Không bao giờ là mấy chị thất vọng đâu. Da bị sạm này, không điều màu này, bị nám nhẹ này, hoặc là không điều màu, hoặc là bị lão hóa, bị xuất hiện nó mờ trên da, sử dụng em nguyên combo này nha. Serum HA 87.000, 4K trái cây chỉ có 119.000 thôi. Mấy chị coi cái da này. Đó, đây là em nha mấy chị. Hồi lúc đó là em muốn chụp lại để em coi thử là em xài nó ok tới đâu. Mà hồi lúc đó tự nhiên nghĩ sao cái chụp lại thôi mấy chị, mới để từ bệnh viện về là em chụp lại, rồi tối đó em xài kem luôn á. Cho nên là em chụp lại liền ha. Rồi là em mới phát hiện ra là nó cải thiện rất là nhiều luôn. Và đặc biệt nha mấy chị, hồi trước là cái da của em nó nổi gân máu đỏ. Nó nổi gân máu chỉ đỏ mấy chị à. Nhưng mà bây giờ là không thấy nó luôn á mọi người. Không thấy luôn á mọi người, không thấy gân máu đổi chỉ đỏ luôn. Nhưng mấy chị, cho nên là cái thằng này nó ok lắm ha. 87.000. Chị nào lấy ghi chị em là serum HIA 87.000. Chị Dung Nguyễn ơi, chị lấy một chai là chị ghi chai nha chị nha, đừng ghi hộp. Một hộp của nó là 6 chai lận. Một hộp của nó tới 6 chai lận nha chị nha. Một hộp của nó là tới 6 chai lận. Mấy chị ghi giùm chị em là một chai thôi ha, một chai, hai chai, hoặc là mấy chị nào mà mấy chị khách quen, mấy chị mua nhiều rồi thì mấy chị ghi chị em một hộp. Một hộp của nó là 6 chai nha mọi người nha. Rồi chị em nào lấy thì ghi chị em là serum HIA
60, ông quên, 87 nghe. 4 ca tay cây 119 nghe. Đây là cái combo trị sạm và không đều màu da, hoặc là bị nám nhẹ thôi nha mấy chị nha. Còn trường hợp này mấy chị, còn trường hợp những chị nào mà bị nám, mà cái kiểu như là bị nám lâu năm này, nám nhẹ xài nhiều loại không hết này, nám mảng, nám nhẹ, nám mảng, nám lâu năm, sử dụng nhiều loại không hết, thì mấy chị mua thêm tiếp nám này nữa vô mấy chị xài chung dùm cho em. Cái này là tiếp này, nó là chuyên về đặc trị nám nha mấy chị. Tiếp này là chuyên về đặc trị nám ha. Là mấy chị thoa serum xong, thoa tiếp nám lên, thoa 4 ca tay cây lên. Thoa serum xong, thoa tiếp nám và thoa 4 ca tay cây lên. Đây là combo mà kể cả có nhiều chị đi spa rất là tốn nhiều tiền nhưng không hết. Nhưng mà xài combo của em mới có 2 set thôi mà đã hết tới 80% nám. Mà tính ra có 200 mấy ngàn thôi mấy chị. Mấy chị thấy quá tuyệt vời chưa? Này, thoa serum xong, thoa cây tiếp nám lên, thoa 4 ca tay cây lên. Chị nào ưng thì ghi dùm cho em là combo nám ha, combo nám 3 món nha mấy chị nha. Thoa serum xong, thoa tiếp nám, thoa 4 ca tay cây lên. Thoa serum xong, thoa tiếp nám, thoa 4 ca tay cây lên. Tiếp nám này á là nó chuyên về đặc trị nám nha. Nám nhẹ, nám mảng, nám vừa, nám lâu năm nha mấy chị. Nám nhẹ, nám mảng, nám vừa, nám lâu năm, sử dụng dùm cho em. Thoa cái này xong, thoa cái này lên rồi thoa cái này nha mấy chị. Cái này á là em đang xem mấy chị có 45.000 thôi. Serum HA chỉ có 87.000 thôi. Rồi, 4K trái cây là 119.000. Rồi, chị em nào lấy combo lên giùm em combo. Combo này mấy chị tự động, mấy chị nhắn tin cho em, mấy chị lấy rất là nhiều luôn. Lấy rất là nhiều luôn nha mọi người. Cái combo này là mấy chị tự động, mấy chị lấy nhắn tin cho em là mấy chị lấy khách cũ rồi á, mấy chị sử dụng rồi là mấy chị cứ lấy combo như vậy là gì tự động xài. Thoa serum xong, thoa tiếp nám lên, thoa 4K trái cây lên. Ui, cái đợt này nó làm còn đậm đặc hơn cả đợt cũ luôn nha mọi người nha. Cái này là mấy chị cho nó dưỡng rồi mấy chị có này. Ui đã chưa, căng mướt luôn á mọi người. Có serum em thoa xong nè, cái gì thấy chưa, nó mướt cái da lắm nha mọi người nha. Cái này đã lắm mấy chị, trơn mướt cái mịn cái da cho mình lắm ha. Chỉ có 87.000 thôi. Rồi còn 4K trái cây là 119.000. Tiếp nám á thì em đang sale cho mấy chị còn có giá là 45.000 rồi nha. Chị nào lấy combo nám nha mấy chị nha. Thu Lê là mấy chị nào mà lấy lão hóa thì mấy chị gửi chị em là một serum HA, một 4K trái cây đó. Còn chị nào mà lấy combo nám thì gửi chị em là combo nám nha. Combo nám thì có 3 món. Còn họ bị lão hóa này, xuất hiện đốm mờ này, hoặc là bị sạm không đều màu thì thoa 4 serum HA với 4K trái cây thôi. Thì mấy chị ghi một serum HIA và một 4K trái cây nha mấy chị. Một serum HIA, một 4K trái cây nha mấy chị nha. Là đã lên đơn đúng rồi. Còn chị nào mà muốn mua bị nám á thì mấy chị mua luôn cho em là nguyên combo đi. Mình xài cho tốt có 200 mấy thôi mọi người ơi, 200 mấy thôi nhưng mà nó toàn là những sản phẩm nó an toàn thôi mọi người. Nó không có đỏ, không có bong da, không có tróc da, không có sưng, không có này kia khác nọ như là da bị ấy đâu mấy chị. Cho nên là mấy chị cứ điều trị nó rồi mấy chị dưỡng nó. Nhưng mấy chị điều trị rồi, họ vừa điều trị trong quá trình mấy chị điều trị là nó có dưỡng cho mấy chị nữa. Cho nên là mấy chị xài nó an toàn lắm nha mọi người nha. Rồi nha mấy chị nào lại lên đơn giùm em ha. Ghi rõ giùm em nha mấy chị nha, ghi rõ giùm em serum ok mấy chị, serum rồi ok mấy chị. Serum ok mấy chị, serum ok mấy chị luôn. Rồi ok mấy chị, serum ok mấy chị. Đây quá trời serum luôn. Rồi mấy chị serum 4K nha mấy chị, serum HA là khỏi nói, da căng bóng mịn mà nâng tông nữa rất tốt. Rồi cảm ơn chị nhiều ha. Nói chung là cái combo này là mấy chị nào mà đã xài rồi là biết ha. Ok cho da lắm nha mọi người. Rồi, đấy là cái kem mà dành cho bị nám ha, bị nám hoặc bị sạm hoặc bị đều màu hoặc là bị lão hóa thì mấy chị sử dụng cho em. Rồi còn cái này là mascara nông chát nha mấy chị nha, mascara nông chát. Mấy chị vuốt từ đâu là nó dày từ đó, nó dài từ đó và đặc biệt là không bị vón cục. Xài không bị vón cục, không bị lem và không bị trôi giùm em. Nếu mà bị vón cục của mấy chị giống như là nó vón cục của mấy chị nhìn nó kỳ lắm, mình chớp lên nó cũng rớt, nó rụng xuống rồi nó dính trên mắt trên mi của mình. Nhưng mà riêng cái này là không có nha. Mấy chị vuốt tới đâu là nó dài, nó dày cho mấy chị và đặc biệt là nó tưa cọng mi ra, không bị vón cục. Nha mấy chị, không bị vón cục, không bị lem và không bị trôi, trừ trường hợp mấy chị phải dùng nước tẩy trang mấy chị tẩy nó mới ra. Nha mấy chị nha, đây là cái điểm mà ok nhất của cái hàng mascara nông chát này. Nổi tiếng của Thái lắm. Chị em nào lại lên giùm em ạ. Cây này á, là em bán mấy chị 115 ngàn.
115.000 một cây. Cây này nó thường có giá dao động là từ 180 tới 220 lận, nhưng mấy chị học 150. Em gom mấy chị 115.000. Nhưng mà được một cái là sỉ lẻ gì cũng bằng giá 115.000 nha mọi người nha, không có rẻ hơn. Và Thủy ơi, chị mua nhiều có giảm giá hay không? Không giảm giá nữa nha mấy chị nha. Em bán nghỉ rồi là không giảm giá nữa. Chị em là lãi lên mẹ mọ. Cái này mấy hôm em bán với chị có sao nó vậy, em bán với chị 135.000. Bây giờ còn có 115.000 là sỉ lẻ gì cũng bằng giá luôn. Chị em là lãi thì ghi chị em là mascara nông chát 115.000. Mascara nông chát 115.000. Vuốt dài mi, dày mi, cong mi và đặc biệt không bị trôi và không bị lem dùm cho em ha, không bị vốn cục luôn. Nó tư cọng mi cho mấy chị như thế này nè. Nó tư cọng mi như thế này nha, không bị lem, không bị trôi. Mấy chị xài thử đi. Những ai mà hay xài mascara nhiều hoặc là mấy chị đi đâu mà mấy chị đi tiệc, đi tiệc, đi chơi đồ đó mấy chị mà mình cần á, mấy chị sử dụng lên ha. 115.000. Rồi chị em nào lại với chị em là mascara 115.000, mascara 115.000. Rồi chị nào lại lên giùm cho em nha mấy chị. Không, mới nãy chị nào hỏi son dưỡng à? Này son dưỡng em mới lên từ đầu live luôn á. Này chị, son dưỡng nè. Son dưỡng Nha Đam nè. Một cây son dưỡng này chị em mới thoa lên hồi nãy xong luôn. Cây này là em đang bán sale, bán tặng cho mấy chị ha. Một cây này là 75.000, em đang bán tặng cho mấy chị có 19.000 một cây à. Chị có lấy thì chị lên nha. Gửi chị em son dưỡng Nha Đam 119.000, son dưỡng Nha Đam 119.000. Chị nào lấy em. Hồng môi tự nhiên như thế này nha, hồng môi và nó bám mực mềm với chị coi nè. Nó bám ly trên môi đã lắm. 115.000. Chị nào lấy thì gửi cho em son dưỡng Nha Đam. Cái này bán kèm đơn giùm em nha mọi người. Đi son dưỡng không không đi được ha. Mấy chị kêu là Thủy ơi chị mua son dưỡng không không được nha mọi người. Cái này mấy chị mua kèm đơn thì em kèm thêm gì cũng được nữa. Nhưng mà đi son dưỡng không không đi được nha mấy chị nha. Tại cái này em bán lỗ hết 7.000 một cây rồi. Cho nên là mấy chị nào có lấy thì lên ha. Son dưỡng Nha Đam này. Nha mấy chị nha, son dưỡng Nha Đam. Tối nay chia sẻ like có tặng quà nha mấy chị nha. Hôm nay là năm chị có lượt chia sẻ like nhiều nhất, em tặng mỗi chị một hũ tóc tím ha. Rồi, nha mấy chị nào lấy ghi chị em là son dưỡng Nha Đam 115.000, son dưỡng Nha Đam 115.000. Rồi chị nào lấy lên giùm em. À, lộn gì vậy trời, son dưỡng Nha Đam 19.000, cái này là em bán tặng cho mấy chị ha. Cho mấy chị nào mà có lượt, quên, cho mấy chị nào có đơn hàng nha mọi người. Chứ không có đơn hàng là, đơn hàng mà không có là đi son dưỡng không, em chốt không được nha mọi người nha. Dạ em bán rẻ quá cho nên là son dưỡng không chốt được. Rồi cái này là cái hộp kem, kem Axe. Kem này là kem mấy chị đang chờ đợi nè. Kem này là kem chuyên về dưỡng trắng luôn nha mấy chị nha. Kem Axe lâu đời của Thái Lan. Một hũ như thế này em gom dùm cho mấy chị 15.000. Gom không lời 1.000, một cắt em cũng không lời. Cho nên ai ân thì lên dùm cho em nha mấy chị. Cái kem Axe này nè mấy chị, lần nào cũng vậy, người ta bán mấy chị 35, 45, 55 ngàn một hũ. Em gom cho mấy chị dùm 15.000. Hễ có ân thì lấy nha mấy chị nha. Chị em nào lấy thì lên nha. Gửi chị em là kem Axe 15.000, lấy bao nhiêu cả hũ lên dùm cho em. Cái kem này là mấy chị đợi lâu lắm. Cái kem này có nhiều chị đợi lắm nha mọi người nha. Do em kiểu như mình order mấy chị, nhiều khi nó có hàng, nhiều khi nó không có hàng á. Cho nên là khó lắm. Chị nào mà gặp dịp á thì mấy chị mua ha. Chứ còn nhiều khi nó cũng không có hàng luôn nha mọi người nha. Rồi chị nào lấy lên giùm cho em ạ. Son dưỡng Nha Đam, son dưỡng kem Axe nha mấy chị, kem Axe ha. Rồi em lên tiếp cho mấy chị cái hũ dưỡng body này. Hũ dưỡng body HIA nha mấy chị nha. Cái này là ghi chữ test, cái hàng test của nó ha. Cái hàng test nha mấy chị nha. Thì nó công là trong là lấy cho dựng hũ mới cho. Nè mấy chị, đây là cái dòng dưỡng da mà phải nói là quá tuyệt vời luôn. Đây nha mấy chị nha, coi giùm em nè. Đã không? Dưỡng thoa tới đâu nó thơm cái da mấy chị tới đó, nó mịn cái da mấy chị tới đó. Và đặc biệt nha mấy chị, nó dưỡng trắng da cho mấy chị tới đó, coi giùm em. Cái này á là cái hũ nè, hũ nó nè mấy chị, hũ mới của nó nha. Cái này là do nó ghi nó chữ hàng test của nó mấy chị. Em thoa cho mọi người coi á nha mấy chị nha. Đây nha mấy chị nha. Đây nha mấy chị nha. Đây nha mấy chị nha. Rồi nha mấy chị nha. Đây nè mấy chị, đây ha. Đây nha mấy chị nha, coi giùm em này. Đây nha mấy chị nha. Đó. Nè mấy chị coi giùm em này. Nè mấy chị coi giùm em này. Đại chưa? Đã chưa mấy chị, coi giùm em này. Sướng chưa? Cái này á là cái hũ dưỡng body HIA của Thái, nó vừa thơm, vừa mịn và vừa trắng da. Một hũ dưỡng body HIA của Thái Lan như thế này là 120.000 một hũ. Đợt này em bán tặng cho mấy chị nè. Nha mấy chị nha.
Đợt này em bán tặng cho mấy chị còn có giá này mấy chị ơi, 65.000 em đang gồng giá luôn nha mấy chị nha. Bình thường á mấy chị, bình thường có bèo lắm là sale 95.000 một hũ. Bữa nay á mấy chị ơi, em gồng giá cho mấy chị còn 65.000 nha mấy chị nha. Đây là cũng với điều kiện là hàng ở siêu thị nó sale nữa, nó sale giảm cho sỉ á mấy chị à. Thì em gom được cho mấy chị còn cái giá là 65.000 một hũ. Chị nào chưa có hũ này lên đơn liền liền sớm sớm nha mấy chị nha, 65.000. Vừa dưỡng trắng, vừa mịn da, vừa giúp thơm body cho mấy chị nha, vừa giúp thơm body nữa. Với lại mấy chị ơi, nhớ giùm em này, cái hũ này này mấy chị xài ngon lắm nha. Mình thoa như thế này mấy chị là cái kiểu như nó kiểu như nó thấm vô da của mình rồi á. Mấy chị làm gì nó cũng thơm á, mấy chị đi tới cũng thơm, đi lui cũng thơm, đi xuôi cũng thơm, đi ngược cũng thơm, mà nó thơm mà kiểu nhẹ nhàng thoang thoảng nha mấy chị. Nó dễ thương lắm, cái mùi nó dễ thương và nó sang lắm nha mấy chị nha. Chị em nào lấy thì ghi giùm cho em là hũ dưỡng body HIA. Ghiền serum của nó rồi thì đừng có bỏ qua cái hũ dưỡng của nó. Ghiền serum của hãng nó rồi thì đừng bỏ qua cái hũ dưỡng body của nó. Mà mấy chị biết không, cái này mấy chị thoa cái bàn chân với lại cái gót chân của mấy chị á, mà có bị khô hoặc là bị sạm hoặc là bị chai sừng á, mấy chị xài đi nó mềm nó mịn lại da cho mấy chị rất là nhanh luôn ha. Cũng có nhiều chị là cái da như da rắn vậy mấy chị thoa cái này nè, nó mềm da mịn da mấy chị cực kỳ nhanh luôn nha mọi người nha. Mà nó thấm vô nhanh lắm mấy chị coi nè. Nè, thấm hết vô da rồi nè mọi người, không biết không biết giùm em nha. Gửi chị em là hũ body HIA 65.000 thử đi mấy chị. Thoa chị em một ngày 2 lần sáng tối, sáng thoa lần, tối thoa lần, sáng thoa lần, tối thoa lần. Nha mấy chị nha, mà cái mùi nó thơm dễ chịu lắm. Nha mấy chị, nhanh nha mấy chị nha. Bữa nay có 65.000 thôi. Em mà không nghĩ tới năm bữa nay là cái chuyến đi đầu năm á thì cũng không sale được giá này đâu mọi người. Bởi vì mấy chị biết sao, bạch nó tăng quá, em nói thiệt mấy chị luôn, thà nó tăng giá cái hũ kem á thì em còn đỡ hơn là nó tăng bạch nha mấy chị nha, tăng bạch cái quần què gì nó cũng tăng theo hết trơn á mấy chị. Rồi chị nào lấy ghi chị em là hũ body HA. Đó, đã chưa? Cái gót chân với cái bàn chân của mấy chị nó hay bị khô, bị sần á. Mấy chị thoa đều cho em cái gót với lại cái bàn luôn nha. Mấy chị thoa đều cái gót với cái bàn á. Mấy bà đợi đi, mấy bà thoa một khoảng thời gian đi, cỡ tầm 5 bữa nửa tháng thôi, mấy bà đợi là cái da chân của mấy bà hơn, nó mềm, nó mịn hơn. Và cái kiểu như là nó đã lắm, nó mịn màng lắm nha mấy chị nha, xài ok lắm mấy chị ha. Mà nó có thành phần là dưỡng trắng da trong này nha. Nó dưỡng trắng này, nó có ba công dụng chính này. Mịn da là da khô, da chai sừng rồi đó mấy chị, nó giúp mềm mịn da. Cái thứ hai đó là nó giúp cho mấy chị là dưỡng trắng. Và cái thứ ba là cái em thích nhất luôn, đó là nó thơm nha mấy chị, nó thơm nè. Khi mấy chị thoa xong á là mình nghe cái mùi thơm của mấy chị á, nó cứ thoang thoảng mình đi tới cũng thơm, đi lui cũng thơm, đi xuôi cũng thơm, đi ngược cũng thơm. Cái cảm giác nó thơm dễ chịu lắm mấy chị ha, mình thích lắm nha mọi người. Mã hộ mình sử dụng lâu dần cái người của mình giống như nó toát ra một cái mùi thơm rất là dễ chịu luôn. Mà có 65.000 à, chị nào lấy thì ghi giùm cho em nha mấy chị nha. Hữu dưỡng body HIA 65.000, hữu dưỡng body HIA 65.000, chị nào lấy lên giùm em ạ. Dưỡng body HIA 65.000, dưỡng body HIA 65.000, rồi chị em nào lấy lên đơn giùm em ha, 65.000. Ủa chồng chồng có cái gì uống ha. Đây mấy chị nha, hữu dưỡng dưỡng body HIA 65.000, dưỡng body HIA 65.000. Rồi chị nào lấy lên đơn nha mấy chị nha. Chị nào lấy lên giùm em nha. 65.000, chị nào lấy lên giùm em ha. Có 65.000 thôi nha mọi người nha. Có 65.000 thôi. Chị nào lấy lên đơn nha mọi người nha. Chị nào lấy lên đơn nha mấy chị nha. À quên, cái chai dầu này nè mấy chị, bữa nay mấy chị nào lấy lên sớm giùm em luôn. Cái dầu trắng này nó hay bị cháy hàng lắm nha mấy chị. Cái mùi mà xài không đã không ghiền em cho mấy chị trả hàng luôn á mọi người. Nè mấy chị, cái mùi dầu này, dầu bạc hà này, dầu trắng bạc hà nha. Mấy chị sức khỏe nó thơm mà thích lắm. Mấy đứa ở shop em á mấy chị, đứa nào cũng ghiền cái mùi dầu này luôn. Cái kiểu như cảm giác mình xài họ nó xả stress cho mình đó mấy chị. Mình đang mệt mỏi căng thẳng mà mình xức cái này vô cái mùi bạc hà. Nó làm cho mình đỡ bị căng thẳng thần kinh lắm nha mọi người nha. Đỡ bị căng thẳng thần kinh lắm. Một hũ dầu trắng như thế này, một chai dầu trắng như thế này nè mấy chị. Giá của nó là em bán tặng mấy chị 18.000 một chai ha. Bán tặng 18.000 một chai. Cái mùi dễ thương quá. Cái mùi này mấy chị nóng nóng ấm ấm. Mà cái mùi bạc hà mấy chị nó dễ chịu lắm. Một cái chai dầu trắng như thế này là 18.000. Bao giá cho mấy chị luôn. Bao giá cho mấy chị luôn ha. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa này mấy chị là mình xài nó thơm lắm. Nha mấy chị nha, mình xài nó thơm lắm. Cái kiểu như thơm mùi bạc hà mấy chị à, mình thích lắm nha mọi người. Chị em nào lấy ghi chị em là dầu trắng, dầu bạc hà ha.
dầu bạc hà, dầu trắng bạc hà 18k lấy bao nhiêu chai lên giùm em. Dầu trắng bạc hà 18k lấy bao nhiêu chai lên giùm em. Một lốc của nó 12 chai. Một lốc của nó là 12 chai. Có nhiều chị lấy nguyên lốc lắm, thì chị nào ân nguyên lốc mà em nói trước nha, nguyên lốc thì một chai gì em vẫn bán 18 ngàn một chai nha. Do cái này là em bán tặng, bán kèm đơn cho mấy chị thôi, chứ còn không có lời cái này. Cho nên là chị nào có muốn lấy thì lên giùm em ha. Gửi chị em dầu trắng bạc hà 18 ngàn. Dầu trắng bạc hà 18 ngàn nha mấy chị nha. Chị nào lấy dầu trắng lên giùm em, dầu trắng ha. Dầu trắng bạc hà nha mấy chị nha, 18 ngàn. Dầu trắng bạc hà 18 ngàn. Rồi nha mấy chị nào lấy giùm em ạ. Cô né lấy 6 hộp là còn 65 ngàn. 65 ngàn một hộp nha Thúy Kiều. Cô né nè. Cô né là 75 ngàn một hộp. À lấy 6 hộp trở lên đó là còn 65 ngàn một hộp. Rồi chị nào lấy cô né thì lên giùm em cô né ha. Cô né chủ của Thái giùm em nha mọi người nha. Cô né chủng của Thái Lan giùm em nha mấy chị. Cô né là chủng của Thái Lan giùm em ha. Chị nào lấy cô né lên giùm em cô né ạ. Rồi nha mấy chị nha. À quên, bữa này ai hỏi em bóp vàng á. Trong coi cái cúng. Nè mấy chị coi giùm em này. Cái này là bóp vàng. Ôi sao thôi nè, một hộp dụng bao đi. Rồi ok mấy chị nào lấy cái loại nào lên cho em rồi đó. Cái này là bóp vàng. Đây. Bóp vàng em đã xin lọc cho mấy chị nè. Đây, bóp vàng em đang xin lọc cho mấy chị rồi nha. Đây là cái bóp vàng em xin lọc cho mọi người. Đây, bóp vàng đã xin lọc cho mọi người rồi nha. Bóp vàng đã xin lọc cho mấy chị rồi. Giờ chị có gửi đem về Việt Nam cho mấy chị nữa thôi. Này chồng, cắt cái chồng. Đã xin lọc rồi đó nha mấy chị nha. Là được thầy cúng rồi mấy chị. Đây là cái bóp vàng này mấy chị. Bóp vàng nha. Bóp vàng này. Bóp vàng này á, là bình thường á, là em mua cái bóp không thôi. Mà nay em còn đem vô chùa em xin cho mấy chị cái lọc nữa. Là có nghĩa là lọc nó trồng thêm lọc nữa nha mấy chị nha. Lọc trồng thêm lọc. Một cái bóp như thế này nếu mà đã xin lọc rồi á, là bèo nhất cũng phải 79 cho tới 120 ngàn một cái. Em thỉnh cho mấy chị chỉ có 49 ngàn một cái bóp thôi. Và đặc biệt là em còn lì xì cho mấy chị thêm 5 ngàn nữa nha mấy chị nha. Có khi một tờ 5 ngàn hoặc là khi một tờ 1 ngàn, 1 ngàn, 1 ngàn là được 5 tờ. Miễn sao được 5 ngàn là được nha mấy chị nha. Cái này là em tặng cho mấy chị để mấy chị có cái lọc đầu năm. Mấy chị mở cái bóp ra tự nhiên có tiền là ai cũng thích hết trơn á mấy chị. Tự nhiên họ mua cái bóp tự nhiên có tiền ở trong đó là ai cũng thích hết. Cho nên á là em cũng làm như vậy để cho mấy chị có cái lọc ha. Một cái bóp vàng sinh lọc như thế này giá của nó 49 ngàn. Chị nào thỉnh lên giùm em là bóp vàng sinh lọc 49 ngàn. Mà cầm cái bóp vàng sướng cái tay lắm nha mấy chị. Gửi cho em bóp vàng cộng lì xì. Cái này á là em tặng cho mấy chị để đầu năm lấy lọc nha mấy chị ha. Chứ còn người khác không có ai mà đem tiền của mình đem cho như vậy hết đó mấy chị ơi. Mấy chị nghĩ đi, 5 ngàn một cái mà bây giờ em thỉnh cho mấy chị là cả ngàn cái. 1 ngàn mà nhân 5 là hết bao nhiêu tiền rồi chồng? Hết bao nhiêu tiền rồi? 1 ngàn, 5 triệu hả? 5 triệu, em không biết bán hết 1 ngàn cái đó em lời được 5 triệu chưa nữa. Mà em vẫn chấp nhận nha mấy chị nha. Em tặng cho mấy chị 5 ngàn. Thực ra mấy chị muốn tặng 2 ngàn thôi, chứ không phải tặng tới 5 ngàn. Mà do ở bên Thái này giờ còn có mỗi cái tờ 5 ngàn thôi. Cho nên là em nói thôi tặng luôn 5 ngàn nha mấy chị, để cho mấy chị có cái lọc nha mọi người nha. Để cho mấy chị có cái lọc thiệt luôn mấy chị. Ai mà tặng em mà trong đó có tờ 500 đồng em cũng trân quý, rất trân quý luôn nha mọi người nha. Tiền là lọc đó mấy chị. Không có ai mà đem đồng tiền mình đi ra cho hết trơn á mọi người. Bởi vậy cho nên á là cái này á là em tặng để cho mấy chị có cái lọc đầu năm. Nha mấy chị nha, mấy chị thỉnh cái bóp gì là mấy chị có cái lọc ở trong đó luôn. Nha mấy chị nha, đó chưa gì hết là đã có lọc rồi nha mấy chị nha, có tiền nữa. Rồi nha mấy chị nào lại lên em ạ. Bóp vàng sinh lọc 49 ngàn cộng lì xì. Bóp vàng sinh lọc 49 ngàn cộng lì xì giùm cho em. Nha mấy chị nha. Rồi nha mấy chị nha, tẩy trang. Chiều nay chốt đơn rồi muốn mua thêm. Hay đợi sao, ô chốt đơn là sợ nó đi đơn rồi ấy chị. Nước tẩy trang chồng coi thử nước tẩy trang nó còn xem nha. Lại nước tẩy trang là đó, lấy cái chai màu hồng đó nha, cái loại đó sao ngon hơn. Rồi, cho lớn á, lớn nó mới lợi. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lại ghi chị em mà bóp vàng cộng lì xì, bóp vàng cộng lì xì 65 ngàn. Ở lộn 49 ngàn. Nha mấy chị nha, chị nào lại lên giùm em ạ. Đựng tiền, đựng điện thoại, đựng đồ tùm lum đủ hết đó mấy chị ơi. Muốn đựng gì mấy chị đựng ha. Kẹp nách cũng được giùm cho em, rất là đẹp luôn nha mọi người nha. Ở bên đây người ta rất là chuộng bóp vàng. Em nói thiệt dầu uống ủ luôn á mấy chị. Mà người ta cũng mua toàn mấy cái bóp này người ta xài không á mấy chị. Bởi vì là bóp vàng là bóp vàng sinh lọc. Nhưng mấy chị nha, bóp vàng á là bóp vàng nó kiểu như là bóp vàng hút lọc á mấy chị. Có nghĩa là cái đồng tiền mình bỏ vô trong này này
là nó kiểu như là nó sinh lời cho mình đó mấy chị ha. Cho nên là ở bên Thái người ta rất là chuộng. Chị em nào thỉnh lên giùm chị em là bóp vàng sinh lộc nha, bóp vàng sinh lộc 49.000 lên đơn, bóp vàng sinh lộc 49.000 lên đơn. Rồi những mấy chị nha, cộng ly xì giùm em ha. Rồi những mấy chị nào lại lên đơn nha mấy chị nha, chị nào lại lên đơn giùm em 49.000. Còn cái chai này là cái chai nước tẩy trang này, em bán mấy chị chai to. Chai nhỏ là 75ml là 95.000, 75ml thôi nha, 75ml là 95.000. Còn cái chai này là 400ml, nó gấp không biết bao nhiêu lần luôn, mà chỉ có 195.000. Nếu mà mình mua 2 chai 75-75 là 150ml, là cũng hết 108 rồi đúng không? Thì bây giờ mấy chị mua luôn cái chai to đi. Em cũng đang xài chai to không mà tại chai to nó lợi hơn. Chai to nó lợi hơn nha mấy chị nha, nó lợi hơn. Với lại mấy chị nó loại này là nó xài cực kỳ an toàn, kể cả da mặn kẽm luôn. Một chai như thế này là 400ml, xài phải nói em nói mấy chị trên nửa năm trở lên luôn, có 195.000 à. Chị nào lấy thì ghi giùm em nước tẩy trang lớn 195.000 nha mấy chị, nước tẩy trang lớn 195.000. Nếu mà nó không sale là 280 nha mọi người. Còn bây giờ là nó đang sale thì còn 195, mà không sale là 280. Cho nên chị em nào có lấy thì lên giùm em ha. Ghi chị em là nước tẩy trang lớn 195.000, nước tẩy trang lớn 195.000. Rồi chị nào lấy giùm em. Nè mấy chị, cái này là cái bịch bông tẩy trang này. Nè mấy chị coi em ha. Dùng được, cái này là của y tế nha mấy chị nha. Cái này là của y tế nè mọi người. Một bịch bông tẩy trang như thế này là có 49.000. Chị nào lấy bịch bông tẩy trang thì ghi giùm em là bịch bông tẩy trang 49.000. Bịch bông tẩy trang 49.000, bịch bông tẩy trang 49.000. Chị nào lấy bịch bông lên giùm em ha. Ghi cho em là bịch bông tẩy trang 49.000, bịch bông tẩy trang 49.000. Rồi chị nào lấy lên giùm cho em 49.000 thôi nha mọi người nha, 49.000. Rồi chị nào lấy lên đơn nha mọi người nha. Chị nào lấy lên đơn giùm em ha. Cái gì vậy, nó tóc ở một đống gì đây. Mấy chị ơi chia sẻ like giùm em với mọi người ơi, chia sẻ like giùm em với. À, ủ tóc tím hả? Rồi mấy chị nha. Nhung chụp cái comment của chị Đờ Nguyễn á, chị qua tin nhắn. Qua tin nhắn cho tụi nó kiểm tra thử đi chưa. Rồi này mấy chị ơi, cái này á là ủ tóc tím nè. Ủa em mới like xong nước tẩy trang xong giờ hỏi em nước tẩy trang nữa. Này chị, em mới like xong luôn, 195.000 nước tẩy trang to 400ml nha. Cái này là ủ tóc lụa. Em bao cho mấy chị thơm, em bao cho mấy chị mướt, em bao cho mấy chị phục hồi tóc hư tổn giùm em. Bao thơm, bao mướt, bao mượt, bao phục hồi tóc hư tổn luôn nha. Bao thơm, bao mướt, bao mượt, bao phục hồi tóc hư tổn giùm cho em. Một hũ ủ tóc tím như thế này, giá của nó là lúc đầu nó tới 145.000, không mẻ một xu nha mọi người. Không mẻ một xu luôn, 145.000. Nay em gom cho mấy chị giá sale còn 68.000 một hũ, chị em nào lấy lên đơn. Ủ tóc tím hay còn gọi là ủ tóc lụa của Thái Lan, dòng ủ tóc đắt tiền nhất, tốt nhất và đặc biệt nha mấy chị nha, rất là mượt tóc luôn, sữa tắm bé nữa. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy ghi giùm cho em là ủ tóc tím nha mọi người. Ủ tóc tím 68.000. Thì có sao nói vậy, mới hôm bán sale còn 95.000. Bữa nay còn 68.000, chị em nào ân lên liền, lên sớm nha mấy chị nha. Chị nào lấy lên giùm em ha. Ủ tóc tím 68.000, ủ tóc tím 68.000 lên đơn nha mấy chị. Ủ tóc tím 68.000 rồi nha mấy chị nha. Chị Đờ Nguyễn ơi, chị nó chưa đi đơn chị đâu, chị cứ lên đơn đi rồi ngày mai nó chốt lại cho chị cho nha. Chị Đờ Nguyễn ghi cho em là một sữa đi, cho chị Đờ Nguyễn là một chai nước tẩy trang lớn cho chị Đờ Nguyễn luôn. Ghi chị em ủ tóc tím 68.000, ủ tóc tím xài mê lắm luôn, bắn tim hàng ngô. 30 Tết mà vẫn có người Thủy ơi lấy cho chị ủ tóc tím, nó giờ làm sao mà ship đây trời. Mà đâu có hàng, mà nó có thì cũng nói không, không có hàng. Nhưng mấy chị không có hàng chứ có thì luôn ở nhà bà ở xa tôi cũng gửi nữa, nhưng mà không có hàng luôn. Mà nói vậy thôi chứ ở xa là ý nó ở trong Tuy Hòa mấy chị, ở chỗ em thôi nha, chứ còn ship tỉnh thì hồi lúc 30 Tết là làm sao mà ship được. Kệ nó mọi người, không nhiều tiền hết á. Thử đi. Tóc mấy chị á hả, mấy chị với lại đặc biệt một điều như thế này em rất là thích nha mấy chị, ở dơ nó cũng không có bị sinh gầu. Ở dơ nó cũng không có bị bết tóc rồi đít tóc. Ở dơ nó cũng không có kiểu như là đổ ra cái mùi hôi nha mấy chị nha. Thiệt luôn á. Tại vì mấy chị biết sao, cái mùa đông ở ngoài em nó rất là lạnh. Mà mỗi lần mà gội đầu mấy chị ạ, nó rất là lạnh luôn và hay lười lắm mấy chị, nhiều khi 7 ngày em không gội đầu luôn mọi người. Nhưng mà không bao giờ có trường hợp em bị gầu hay là bị ngứa hay bị bết rít nha mấy chị nha, không bao giờ có chuyện đó nha mọi người. Không bao giờ. Đó là cái điểm hay của ủ tóc tím. Hoặc là da mấy chị nè, tóc của mấy chị nào mà dễ bị dầu á hay là dễ bị bết bị rít đó mấy chị,
cái loại này nó không bao giờ mà nó có cái trường hợp nó làm cho mấy chị mà bị khó chịu đâu nha mấy chị nha. Mà cái 68 ngàn à, rồi chị em nào lấy thì ghi cho em là ủ tóc tím 68 ngàn, ủ tóc tím 68 ngàn lên đơn giùm em ha. Rồi phấn rùa phiên bản mới em, phấn rùa phiên bản mới ghi chị em ủ tóc tím này. À hỏi chị Giang này, nói chị Giang lấy phấn rùa không, lấy gì chị nè mấy chị ơi, phấn rùa phiên bản nâng cấp dùm cho em nha, phấn rùa phiên bản nâng cấp dùm cho em này mấy chị coi em này, thơm nha nha mấy chị, đậm đặc ít thao nữa chị, xài một hũ gần 2 tháng chưa hết. Em mày xài kiểu gì vậy, xài một hũ là một tháng là hết rồi á. À không, lâu ngày ít, lâu ngày xài không có đỡ nữa, nhưng mà xài hơn 2 tháng luôn hả? Tại vì em biết sao không, mỗi lần mình xài mấy chị, em có thời gian em ủ 30 phút, nhưng mà không có thời gian á, em có bao giờ em ủ đâu mọi người. Em cứ thay nó bằng dầu xả đó, em gội đầu xong em lấy cái này là em xả lại bằng nước lạnh thôi. Có nghĩa là ủ là phải 30 phút đúng không? Em ủ 3 phút thôi là em đã xả lại bằng nước lạnh rồi cho nó mướt tóc thôi. Chứ là nó sạch tóc em thôi, chứ nó không có, em không có ủ tại không có thời gian. Làm biếng mấy chị, nói chung là làm biếng á. Ủ là mấy chị ủ 30 phút đúng không? Nhưng mà giờ em không có ủ. Em đâu có ủ thiệt luôn mấy chị, từ lâu rồi, nay mấy năm rồi em không ủ luôn á. Mà em chỉ dùng nó để em xả lại tóc. Nó, em gội đầu xong là em dứt miếng này lên, em xoa xong em để cỡ tầm 2-3 phút, em xả nước lạnh xào xào cái xong vậy đó mấy chị, chứ không có thời gian ủ nha. Rồi chị nào lấy ghi chị em là ủ tóc tím 68 ngàn rồi nha mấy chị nha. Rồi chị nào lấy liền em ạ. Rồi kẹo ngầm hai chồng lại đây, lấy hộ kẹo ngầm hai giùm coi, một nguyên hũ luôn nha. Rồi phấn rùa phiên bản nâng cấp dùm cho em nha, phiên bản nâng cấp dùm cho em. Bà nào ơn hốt liền, bà nào ơn hốt liền, bà nào ơn hốt liền. Một hũ phấn rùa như thế này, giá của nó là mấy chị. Rồi, nhà phiên bản 5 cấp đáng lý bán 65 ngàn, không bán luôn 49 ngàn. Rồi chị em nào lấy lên giùm em ha, 49 ngàn nha mấy chị nha. Ghi giùm cho em là phấn rùa 49 ngàn, phấn rùa 49 ngàn, chị em nào lấy lên đâu. Nha mấy chị, phấn rùa 49 ngàn, phấn rùa 49 ngàn. Trời ơi, đã quá. Nha mấy chị nha, 80 năm rồi em mới gom lại được nè mọi người. Chị nào lấy lên giùm em, cầm cái này. Phấn rùa nha mấy chị nha, phấn rùa này 49 ngàn. Phấn rùa là chuyên đặc trị hôi nách nha mấy chị nha ha, và đổ mồ hôi nách, đặc biệt là dành cho nam hoặc là con mấy chị mà tuổi dậy thì á nha mấy chị nha, mà hay đổ mồ hôi á, là mấy chị sử dụng giùm cho em. Ghi giùm cho em phấn rùa nha mấy chị, ghi giùm cho em phấn rùa 49 ngàn nha mấy chị, phấn rùa 49 ngàn. Rồi chị nào lấy lên nhân đơn nha mấy chị nha, phấn rùa 49 ngàn. Phấn rùa lên đơn nha mấy chị nha. Lâu lắm rồi nó mới có lại mấy chị. Rồi chị nào lấy phấn rùa lên giùm em, phấn rùa ha, 49 ngàn. Phấn rùa 49 ngàn lên đơn nha mấy chị nha. Rồi cái hộp kẹo ngậm ho này, chị nào bị ho, bị đau họng, bị khan tiếng, bị tắc tiếng, bị viêm họng mấy chị ngậm cho em. Một hũ kẹo ngậm ho như thế này là giá của nó là 35 ngàn. Em bị ho mà em nói thiệt mấy chị là những người mà bị hậu Covid á, là mấy chị biết bị ho rất là nặng luôn. Nhưng mà em bảo đảm mấy chị ngậm cái này là hết ho này ha. Bị ho, bị đau họng, bị khan tiếng, bị tắc tiếng, bị viêm họng, ho ngày, ho đêm, ho tối, ăn ngủ đồ gì là cứ bị ho liên tục, ngậm như chết rồi. Mọi người ơi thấy em không, chấm lên giùm em thử mấy chị. À, rồi một lóc thuốc hết. 5 kiểu ngậm ho, 1 phấn rùa, 2 phấn rùa, ok chị. Kẹo ngậm ho 15 ngàn, con nít được, người lớn được, người già được, người trẻ được, bầu bí được, cho con bú được. Nói chung là cái kẹo này nè mấy chị, nó từ thảo dược cho nên là bất kỳ ai cũng đều ngậm được hết nha. Và đặc biệt nha mấy chị nha, ai mà hay dễ bị hôi miệng á, mấy chị ngậm cái này thường xuyên á, nó cũng đỡ hôi miệng lắm nha mọi người nha. Cái này là thảo dược á mấy chị, ghi giùm cho em là kẹo ngậm ho 15 ngàn, kẹo ngậm ho 15 ngàn, lấy bao nhiêu hũ lên giùm em ha. Nước tẩy trang chai lớn ok nè. Rồi chị nào lấy ghi giùm cho em kẹo ngậm ho 15 ngàn, kẹo ngậm ho 15 ngàn, kẹo ngậm ho 15 ngàn. Chị nào lấy lên đơn giùm em nha. Có 15 ngàn thôi nha mọi người, có 15 ngàn thôi. Chị nào lấy lên đơn giùm em ạ. Kẹo ngậm ho nha mấy chị nha. Ghi giùm em là bao nhiêu hũ giùm em ha. Kẹo ngậm ho 15 ngàn, kẹo ngậm ho 15 ngàn, kẹo ngậm ho 15 ngàn. Rồi chị nào lấy lên giùm em ha. Ghi rõ ra nha mấy chị nha. Kẹo ngậm ho giùm em 15 ngàn. Kẹo ngậm ho 15 ngàn. Chị nào lấy lên đơn nha mấy chị nha. Rẻ quá trời luôn á. Nha mấy chị. Mà nó ok lắm mọi người. Con nít đó mấy chị, như con em mà ví dụ như á, nó hay bị ho trước khi đi ngủ á mấy chị, hoặc là nó đang ngủ mơ vậy bắt đầu nó bị ho, thì em kêu nó ngậm liền đi, em kêu nó ngậm liền thì nó ngủ một hơi tới sáng luôn, và ngày hôm sau nó không còn ho nữa.
nha mấy chị nha. Ngày hôm sau nó không còn ho nữa, do nó cũng bị từng bị nhiễm Covid rồi mấy chị, nó cứ bị ho dai dẳng đó mọi người. Vậy mà em kêu nó ngậm mấy cái này này, nó thì nó không thích ngậm nha mấy chị, nhưng mà phải ép nó ngậm, tại vì nó ngậm thì nó mới hết ho được, tại vì nó không chịu ngậm, nó muốn nhai nó nuốt à, mà em là không có cho nó nhai, mà em kêu nó phải ngậm cái này là phải ngậm nha mấy chị, chứ kẹo ngậm ho mà mấy chị bỏ vô mấy chị nhai, mấy chị uống như thuốc là không được. Ngậm chiếc chiếc mấy chị, nó thông xuống cổ họng rồi từ từ là nó giúp cho mấy chị là nó tiêu viêm rồi, hở nó làm dịu cái cuốn họng mình lại, rồi nó từ từ là nó hết nha mấy chị nha, chứ không có nhai nuốt ha. Có nhiều chị bỏ vô nhai nuốt cái ực xong, ui mấy bà ơi không được, phải ngậm chiếc chiếc giùm em, mà ngon như kẹo xí muội gì á. Cho nên là mấy chị yên tâm đi, không có sợ là ở Thủy ơi nó có khó ngậm hay không, không bao giờ sợ khó ngậm nè. Vị của nó là ngon như vị kẹo xí muội gì á. Cái này là ủ tóc tím nè chị, em đang xem 68.000, chị lấy bao nhiêu hũ lên giùm em nha. Mọi người ơi, ủ tóc tím thì chị lấy bao nhiêu hũ lên giùm em, lên sớm nha mọi người. Chỉ có giá 68.000 một hũ, chị nào lấy lên đơn nha mọi người nha. Chồng có mua cho nước không, cho dầu uống nhé. Rồi, ui, sữa tắm nè mấy chị, đây là sữa tắm em bé nha. Nếu mà không thơm, không mướt, tóc không mịn da cho con, em cho trả hàng. Cam kết luôn, nó có 3-4 màu lần. Nhưng mà cái màu này là cái màu thơm nhất luôn, và cái màu ghiền nhất luôn, cái màu mà em thích nhất luôn. Ôi lộn, cái mùi mà em thích nhất luôn. Nó thơm mà, đã lắm mấy chị ơi, coi nè. Cái kiểu như là nó có tinh, cái kiểu như là nó có cái tinh tinh dầu á mấy chị ạ. Cho nên nó thơm lắm. Sữa tắm bé, vừa tắm vừa gội cho em bé luôn. Chị em nào mà muốn mềm như da em bé, mấy chị muốn mịn như da em bé, sử dụng luôn của con đi mấy chị. Này, 380ml là 400ml rồi mọi người ơi. Chỉ có 97.000 thôi. Đừng có tiếc, thử đi mấy chị ha. Mấy chị mở ra, mấy chị xài hở, mấy chị tắm cho con thì mấy chị gội đầu tắm luôn cho nó. Còn mình nó hở, mấy chị xịt ra mấy chị tắm, em nói thiệt nha. Da mấy bà còn mềm còn mịn hơn nữa nha mấy chị. Mà hở nó thơm lắm mấy chị. Nó lưu hương thơm á mấy chị, ở trên da cho mình đó mấy chị. Đã lắm, tắm xong nó như Barbie vậy mấy chị. Mà thơm nha mấy chị nha, tại vì nó có cái mùi đó là nó có mùi nồng nữa, cái mùi nó hơi gắt hơn, có mùi nồng hơn nữa. Nhưng mà em thích cái mùi này, em cực kỳ thích cái mùi này luôn. Ủa chồng. Rồi mấy chị nha, chị gửi giùm em mà sữa tắm bé 97.000, sữa tắm bé 97.000, 380ml, cân kỹ lên là gần 400g luôn rồi nha mấy chị nha, rất là nặng á mấy chị. 97.000 ha. 97.000, chị nào lấy lên giùm cho em nha mấy chị nha, thơm lắm. Gửi cho em sữa tắm bé nha mấy chị, gửi cho em chữ sữa tắm bé vô. Cho nó tưởng nó sữa tắm người lớn á, giao cái hàng khác nữa. Nhưng mấy chị gửi cho em là sữa tắm bé, cái này cho em bé là vừa tắm vừa gội từ sơ sinh trở lên luôn. Còn mình á thì mấy chị muốn tắm thì mấy chị mua gì mấy chị tắm luôn giùm em, thơm lắm mấy chị. Thay vì mình mua sữa tắm loại khác nó cũng thơm đúng không, thì cái loại này nó vừa thơm nó vừa mình da cho mình luôn. Thì chị nào lấy gửi cho em sữa tắm bé 97.000 lên đơn. Hồi ôi thử đi mấy chị, không thơm á hả, mấy bà bỏ tôi luôn, đừng mua hàng của tôi nữa, tôi nói thiệt sự luôn nha. Tôi lừa tôi kỹ lắm, cái mùi khác nó nhiều lắm mấy chị, nhưng mà cái mùi khác nó không có thơm như cái mùi này, và nó kiểu như cái mùi nó không có dễ thương như cái mùi này. Mùi khác nó cái mùi nó nồng và nó gắt mũi lắm, cho nên em không thích cái mùi như vậy. Em thích cái mùi đó kiểu như nó thơm dịu dịu á mấy chị. Ví dụ như là con nít mà cái mùi nồng quá thì cũng không được. Mùi thơm dịu dịu mà nó thơm kiểu như mùi thơm Barbie dễ thương ấy. Cho nên là em ưng cái này ha, với lại em cũng hay tắm cái hết của con á. Tôi để chai đó ra là em nó rẹt rẹt nha mấy chị nha, mới mười mấy 20 ngày gì chưa tới 1 tháng là hết rồi. Tắm nhiều quá mấy chị à. Con tắm thì 2 đứa. Rồi bắt đầu để trọng á mấy chị à, cứ việc em cũng tắm nữa, là có nghĩa là 3 người tắm một chai đó là cỡ tầm là 1 tháng, hơn 1 tháng thì cái hết chai à. 3 mẹ con tắm chung á là cỡ tầm, với lại chồng em cũng vậy mấy chị, nhiều khi họ cũng sáng cũng tắm luôn cái loại này nữa, cái mùi thơm dễ thương lắm. Rồi nha mấy chị, 97.000 lên đơn em, sữa tắm bé 97.000 lên đơn giùm em, để em đặt hàng nữa nè mấy chị. Cái này là em sợ hàng nó không có nữa này, em kêu ổng có bao nhiêu chai lấy trước. Cái hàng này lần này em order hàng nó cũng bị cháy hết, mấy mùi kia nó nhiều lắm. Nhưng mà cái mùi này thì lại rất là ít nha mọi người nha. Cái mùi kia nó rất là nhiều nhưng mà mùi này lại rất là ít. Rồi chị nào lại lên giùm em ha. 97.000. Rồi chị nào lại lên giùm cho em ha. Sữa tắm bé giùm em nha. Kẹo ho mấy chị lấy bao nhiêu chai lên giùm em. Kẹo ngậm ho mấy chị lấy nhiều nhiều lên để dành về xài. Rồi, serum HIA. Kẹo ngậm ho mấy chị đừng có mua một hũ uổng lắm mọi người. Mất cái công mình mua. Thứ nhất á, là khi mấy chị ngậm á, là cái hạn sử dụng mấy chị mở ra là cỡ tầm trong vòng là hơn nửa tháng là mấy chị phải xài hết, còn không hết là mấy chị phải bỏ, tại vì mấy chị biết vì sao không? Cái kiểu như mấy chị mở ra mở vô nhiều á, là nó bị dễ bị oxy hóa mấy chị, cho nên là mình ngậm á, trong vòng 3 ngày, 5 ngày là mấy chị đã hết ho rồi. Một lần mấy chị trị ho như vậy là mấy chị cứ cho nó 15.000 đi.
một lần với chị trị ho như vậy, mấy chị cho nó 15 ngàn đi đó. Mà thay vì mình mua thuốc liều 5-70 ngàn mình uống á, thì thuốc nhiều thì không tốt. Còn kẹo ngậm ho có 15 ngàn mà nó ngon như kẹo xí muội nữa. Đấy, mình ngậm hết ho rồi mình ngậm cho nó tốt cũng không được, ngậm cho hết thủ đi. Rồi họ mình cắt một cái chai mới mình để đó, khi nào mình bị ho nữa thì mình mới lôi ra mình ngậm tiếp. Cho nên là mới chịu đựng mua hũ nó hơi uổng nha mọi người nha. Này, serum HEA nè em, serum dưỡng trắng kích trắng da ha, dành cho da mặt. Đã không, da chị bầu 6 tháng mà không bị nám là chị phải nói là rất là biết ơn cái serum HEA này. Em đang sale có, chị có 87 ngàn một chai thôi. Chị nó ơn ghi dùm cho em là serum HEA 87 ngàn, serum HEA 87 ngàn. Rồi nhớ mấy chị nha. Chồng. Madam ơi. Madam. Cái này nè, mót, tài nói tài thế, không có được không? Ủa, đúng hả? Hả? Order hả? Admin. Order, how many? Order admin nè. Admin hả? Order. Hay là bây giờ này, này nào có không? Nào. Nào. Ừ. Rồi mấy chị nha, có cho bà già cỡ luôn chị ơi. Rồi chị nào lấy lên giùm em nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ha. Ghi rõ ra nha mấy chị nha, ghi rõ từng tên ra giùm cho em. Rồi nha mấy chị. Ủa gì, hỏi gì, dầu bà già hả? Dầu bà già em có nha chị, dầu bà già 29 ngàn chai. Chị lấy dầu bà già lên đơn giùm em, dầu bà già 29 ngàn. Đồng lấy cái gì dầu bà già cái nào? Nó order admin, admin order hay gì? Ồ, admin order hả? Không biết có mấy ngày mới có hàng nữa chứ. Đồng ơi nhắn tin vào bên admin cái hả? Rồi mấy chị nha, serum HEA bao nhiêu mil hả? 10 gram, ít lắm chứ không có nhiều đâu, nhưng mà cực kỳ tốt nha, đậm đặc lắm. Chứ không hơn mấy chị họ mua cái chai tiếp bự chản ra, mấy chị xài chất lượng nó không có đâu hết trơn á. Này mấy bà coi serum HEA nè. Này nãy giờ trong này là em nói thiệt mấy chị nha, chưa được nửa giọt luôn nha mọi người. Nè, một chút xíu vậy thôi mà mấy chị thoa hết cả nguyên một cái má luôn nha mấy chị nha. Bởi vì mấy chị biết sao không, nó thấm và nó mịn vô da cho mấy chị lắm. Có bao nhiêu là nó thấm hết chứ không phải kiểu như mà mấy chị thoa lên rồi nó trớt trớt ở ngoài nha mấy chị. Đó, mấy chị thoa tới đâu là nó thấm, nó mềm, nó mịn cái da cho mấy chị tới đó ha. Nó mềm, nó mịn, nó căng cái da cho mấy chị tới đó nha mọi người nha. Chứ không phải mấy chị thoa mà kiểu như thoa cái đống serum lên mà cuối cùng lại không thấm được vô da. Cái này nó nhỏ thiệt, nó ít thiệt nhưng mà cực kỳ chất lượng luôn. Em nói thiệt với chị nha, cái chai này cho dù 300 ngàn một chai em vẫn mua chứ đừng nói chi 87 ngàn. Em nói thiệt sự luôn á, cái công dụng của nó đối với cái da của mình rất là tốt luôn. Hả? Hả? Bà già đây không có. Gì vậy trời, có không có, ủa gì vậy, quá đâu vậy? Nè. Đây nha mấy chị nha, chị nào lại lên giùm em ạ, một lóc dầu bà già trắng. Ủa, làm gì có dầu bà già trắng chị. Đây mấy chị nha, chị nào lại lên giùm cho em ha. Bữa nay tương tác nó làm sao nó ơi. Thấy em không mọi người ơi, chấm mài lên giùm em với mấy chị cho nó có tương tác giùm em nha mấy chị nha. Đây chị nào lại gửi chị em là serum HEA lên đơn giùm cho em nha, serum HEA lên đơn giùm em con này nè. Đây nha mấy chị, kẹo ngậm ho lên đơn giùm em, kẹo ngậm ho luôn. Rồi đây là cái kem đánh răng ông già. Kem đánh răng ông già nha mấy chị nha. Trời ơi ơi, sao gỡ ra cái này này. Đây cho mấy chị nha, lấy cái kem nó ra ông già đây. À cái tiếp dưỡng da tay, chị nào lấy dưỡng da tay lên giùm em, dưỡng da tay Vaseline này mấy chị. Dưỡng da tay Vaseline nha. Cái này là chuyên về dưỡng da tay, dưỡng da bàn tay của mình đó mấy chị. À, 75 ngàn, chị nào lấy ghi cho em là dưỡng da tay 75 ngàn, ghi cho em là dưỡng da tay Vaseline 75 ngàn. Dưỡng da tay Vaseline 75 ngàn, rồi chị nào lấy lên đơn nhìn cho em ha. Dưỡng da tay Vaseline nha. Cái này là nó nổi tiếng của Thái là nó chỉ chuyên về dưỡng da tay thôi nha mấy chị nha. Dưỡng da bàn tay á, 75 ngàn một chai, chị nào lấy lên giùm em ha. Dưỡng da tay Vaseline 75 ngàn nha mấy chị. Rồi. Hả? Cái gì? Cái đó là có. Năm này nè, có mà. Ở trong này nè. Cãi không mà. Này. Dán nè. Rồi nha mấy chị nha, dưỡng da tay 75 ngàn, dưỡng da tay 75 ngàn. Rồi còn cái này nha mấy chị, dầu bà già 29 ngàn một chai, dầu bà già 29 ngàn một chai. Không ấy hết. Dầu bà già 29 ngàn, dầu bà già 29 ngàn. Chả ai bị mệt nhưng mà không được rồi.
Rồi mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. Nha mấy chị nha. Chị nào lấy ghi giùm cho em là dầu bà già 29.000. Dầu này chuyên dùng để sức đau đầu ha. Chị nào mà hay bị đau đầu thì mấy chị sử dụng cái này giùm cho em. Lấy dầu ông già nước trắng nước vàng lại luôn đi. Đây, cái này là sữa rửa mặt bò. Sữa rửa mặt bò ha, của Thái Lan. Mịn da, trắng da, sạch da, mịn da, trắng da, sạch da. Xe khích lỗ chân lông nữa, một tiếp như thế này có giá là 95.000. Chị nào lấy ghi giùm cho em là sữa rửa mặt bò 95.000. Sữa rửa mặt bò 95.000 giùm em ha, 95.000. Chị nào lấy sữa rửa mặt bò lên giùm em sữa rửa mặt bò 95.000 ha. Sữa rửa mặt bò 95.000, sữa rửa mặt bò 95.000 lên đơn giùm em sữa rửa mặt bò 95.000. Nha mấy chị nha, sữa rửa mặt bò 95.000. Rồi chị nào lấy lên đơn nha mấy chị nha, 95.000, 95.000 chị nào lấy lên đơn giùm em ạ. Sữa rửa mặt bò nha mấy chị nha, 95.000 chị nào lấy lên đơn giùm em. Rồi cái này nữa nè mấy chị, cái này là cái rất là hot này mọi người. Mấy chị biết gì không? Cái này là đào thải độc tố này. Nè mấy chị, cái lỗ chân lông này ha. Từ từ nó tích tụ lâu dần á là nó sẽ có cái kiểu như là độc tố với da của mấy chị. Thì mấy chị sử dụng cái này giùm em. Cái này là một gói dài của nó nhưng mà nó ngắt ra làm hai trong này rồi. Đó mấy chị coi em này. Nó có xí lẻ này mấy chị thấy chưa? Đó, đó, một nửa gói, cái này là nửa gói này mấy chị. Mỗi lần mấy chị xài á là mấy chị xé này ra. Đó, mấy chị coi này. Một gói như thế này này mấy chị bôi đều lên ha. Bôi đều lên là tự động nó sẽ đào thải độc tố, mấy chị bôi khắp mặt luôn. Cái này em chỉ làm mẫu cho mấy chị coi thôi nha. Này mọi người coi em này. Đó nha. Gói đào thải độc tố da. Một gói như thế này á là bình thường là 55.000 một gói. Hôm nay nó đang sale nè mọi người. Đó, nó xùi lên nha mấy chị nha. Mấy chị để từ từ để cho nó xùi lên, nó đẩy những cái độc tố sâu dưới da mấy chị. Nhưng mà trước khi mấy chị đào thải là mấy chị nên dùng sữa rửa mặt mấy chị rửa lại thật là sạch da mặt mấy chị đi rồi mấy chị hẳn đào thải như thế này. Một gói như thế này nè mấy chị, một gói như thế này nè là mấy chị sử dụng được một tuần á là hai lần á mấy chị. Một lần mình xài nửa bên này, một lần mình xài nửa bên này. Một gói như thế này mấy chị nào bữa nay mấy chị mua lẻ là có giá là 35.000 một gói, nhưng mà mấy chị mua nguyên một hộp 6 gói thì chỉ còn có giá là 22.000 một gói thôi. Thì mấy chị mua nguyên hộp đi, nguyên hộp nó 6 gói là nó sẽ còn có giá 22.000 một gói mấy chị coi ha. Nó xùi lên mấy chị để cho nó xùi nha, nó xùi lên hết xong rồi mấy chị dùng sữa rửa mặt mấy chị rửa lại một lần nữa. Thì khi mà nó đẩy lên bờ mặt da rồi mấy chị đừng có dùng nước rửa không, mà mấy chị phải dùng sữa rửa mặt mấy chị rửa lại một lần nữa thì nó sẽ sạch cái da cho mấy chị. Rồi mấy chị thoa kem, thoa serum là nó sẽ nhanh trắng hơn rất là nhiều so với cái lúc mà mấy chị không đào thải nha. Chỉ có giá là mình mua một gói lẻ là 35.000 một gói, mà mấy chị mua nguyên một hộp đó là 6 gói thì còn có giá 22.000 một gói thôi. Chị nào lấy thì ghi cho em là một hộp đào thải ha, một hộp đào thải mặt, một hộp đào thải mặt, một hộp đào thải mặt là còn chồng 22 nhân 6 là bao nhiêu tiền? Là chỉ có 132.000 một hộp thôi, nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều nha mấy chị nha. Còn nếu mà mình mua lẻ thì nó sẽ cao hơn ha. Rồi chị nào lấy ghi giùm em là gói đào thải độc tố nha mấy chị. Gói đào thải độc tố da mặt nha mấy chị nha. Gói đào thải độc tố da mặt này mấy chị nó đẩy lên nè. Đẩy lên mà mấy chị không dùng sữa rửa mặt mấy chị rửa là nó bám trên da của mình đó. Cho nên là mấy chị phải dùng sữa rửa mặt mấy chị rửa lại. Ghi rõ giùm em là một hộp đào thải độc tố mặt nha mấy chị, một hộp đào thải độc tố mặt ha. Chỉ có giá là 22.000 một gói, là nguyên một hộp nó là 100 mấy đâu. Nè ha. Nó đẩy cái dơ trên da mặt mình ra đó mấy chị. Rồi nha mấy chị nha. Mà khi mấy chị đào thải ra xong cái da ngay chỗ mà mấy chị đào thải xong á nó mịn lắm. Mình sờ nó thích lắm mấy chị, mình sờ nó thích lắm. Nha mấy chị nha, một hộp như vậy là 132.000 hả? Một hộp là 132.000, còn mua lẻ là 35.000 một gói nha mấy chị nha. Mua lẻ là 35.000 một gói, còn mình mua nguyên một hộp là 132.000. Rồi chị em nào lấy lên đơn giùm em nha. Chị em nào lấy lên đơn ha. Nha mấy chị em nào lấy lên đơn giùm em. Rồi em lên tiếp cho mấy chị dầu. Hộp đào thải tốt mặt rồi, ok mấy chị. Rồi cho mấy chị nha, cái này là dầu này để em lên cho mấy chị dầu ngủ ngon trước đi. Chị nào bị mất ngủ, bị khó ngủ, bị stress, bị căng thẳng thần kinh, ngủ không ngon giấc, ngủ không sâu giấc, mấy chị sử dụng cái dầu này giùm cho em. Đầu tiên mình thoa ngay mũi, mở cái nắp dầu ra mấy chị thoa ngay mũi ha. Cái thứ hai mấy chị thoa hai bên màng tang này, nó sẽ giúp cho mấy chị hỗ trợ giấc ngủ mấy chị sẽ nhanh hơn. Một hũ dầu ngủ ngon này mấy chị,
em từ 65 em gom cho mấy chị giá sale chỉ có 49.000 à. Giúp cho mấy chị ngủ ngon này, giúp cho mấy chị là đỡ stress hoặc là căng thẳng thần kinh, hoặc là mấy chị bị mất ngủ hoặc là bị khó ngủ, hoặc là nhiều khi mình đau đầu quá đó mấy chị là mình sử dụng. Em cả cái lúc mà em bị có bầu em ốm nghén mấy chị, em toàn sử dụng này không luôn mọi người. Là do em có em nghén mấy chị, em không có ngủ được cho nên là em phải xài cái này. Em thoa ngay mũi rồi em thoa hai này này mấy chị, ngủ ngon giấc lắm mấy chị. Nó đỡ cho mình, nó hở mệt mỏi lắm nha mấy chị nha. Chị nào lấy thì ghi giùm cho em hũ dầu ngủ ngon 49.000, hũ dầu ngủ ngon 49.000. Rồi chị nào lấy lên giùm em ha. Hũ dầu ngủ ngon 49.000, hũ dầu ngủ ngon 49.000. Rồi chị nào lấy lên đơn nha mấy chị, có 49.000 thôi. 49.000, 49.000 nha mấy chị nha. Gửi lên cái nồng. Thấy chưa? Rồi mấy chị nha, chị nào lấy lên em ạ. À. Rồi nha mấy chị nha, hũ dầu ngủ ngon 49.000, hũ dầu ngủ ngon 49.000 lên đơn giùm em. Rồi, em lên tiếp cho mấy chị cái này là lăn một mi một mày. Rồi cái này là lăn kích một mi một mày một râu. Chị nào mà lông mi lông mày ít đó thì mấy chị sử dụng giùm cho em ha. Một cái chai lăn kích một mi một mày như thế này của Thái này mấy chị, em gom mấy chị 39.000. Chị nào lấy thì ghi cho em là lăn kích một mi 39.000. Rồi còn cái này là xịt mọc tóc này. Tóc chị nào mà ít hoặc là bị thưa hoặc là bị hối hoặc là bị rụng nhiều thì mấy chị sử dụng cái chai xịt mọc tóc giùm em. Xịt mọc tóc chỉ có 95.000, kích mọc mi chỉ có 39.000, cùng hãng. Cùng hãng nha mọi người nha, cùng hãng của nó này. Nha, lăn mọc mi 39.000, kích mọc tóc 95.000. Nha mấy chị, cái này là của hãng á mấy chị cho nên là mình xài nó sẽ tốt và rất là an toàn luôn nha mọi người nha. Rất là tốt và rất là an toàn. Chị nào ơn ghi chị em là kích mọc mi 39.000. Mi và mày nha mấy chị nha. Mày thì mấy chị cứ lăn như thế này chị em. Đó, mấy chị lăn ha. Mấy chị lăn đó. Rồi còn lông mi thì mấy chị nhắm lại rồi mấy chị lăn. Đó, mấy chị nhắm mắt lại rồi mấy chị lăn ha. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm cho em ạ. À, kích mọc mi thì 39.000 mà xịt mọc tóc á là 95.000. Của hãng nha mấy chị nha, hai cái này là của hãng nó luôn này. Một hãng á mấy chị coi nè. Tóc hói mấy chị người ta còn mọc mà nó mọc lên nó kiểu như nó lúc đầu là mấy chị cảm thấy nó ngứa cái chân tóc của mấy chị á, là bắt đầu là cái da đầu của mấy chị bắt đầu nó đang kích thích để nó mọc tóc lên đó mọi người ha. Chị nào lấy ghi chị em là kích mọc tóc 95.000, lăn mọc mi 39.000. Rồi chị nào lấy lên giùm chị em ha, chị nào lấy lên đơn nha mấy chị nha. Xịt mọc tóc ok mấy chị, ngủ ngon ok mấy chị luôn. Rồi chị em nào lấy lên đơn ha. Rồi cái này là set kem đánh răng ông già. Nè mấy chị, set kem đánh răng ông già. Một set 2 tiếp luôn. Chị nào bị vàng răng, bị ố răng, bị cao răng, bị vôi răng, đặc biệt là bị hôi miệng thì mấy chị sử dụng giùm em. Một set 2 tiếp bự chà bá lửa. Một set 2 tiếp bự chà bá lửa. Giá của nó 145.000, em sale cho mấy chị còn 79. Chị nào lấy ghi giùm cho em là kem đánh răng ông già 79.000, kem đánh răng ông già 79.000, một set 2 tiếp. Chị nào bị vàng răng, ố răng, cao răng, vôi răng, bị hôi miệng mấy chị sử dụng giùm em. Đặc biệt là ai mà có chồng hút thuốc nhiều bị vàng ố chân răng thì mấy chị sử dụng giùm cho em ha. Và mình xài lâu dần á mấy chị cái mảng bám hoặc là những cái cao răng, vôi răng của mấy chị nó bớt lần và nó trắng sáng cái răng cho mấy chị ra. Những ai mà có hút thuốc nè hoặc là bị hôi miệng á thì mấy chị nên sử dụng nha, tốt lắm mấy chị. Mà mấy chị xài này rồi mấy chị chẳng muốn thay đổi nữa. Em xài 6 năm cái này rồi mấy chị. Chị nào lấy ghi giùm cho em là set kem đánh răng ông già 79.000, một set 2 tiếp bự chảng. Một tiếp là 150g mà hai tiếp là 300g nha mấy chị. 300g kem mình xài bớt bát luôn mọi người, mình xài hoài luôn á. Nha mấy chị nha, tại vì nó rất là nhiều. Mấy chị nghĩ đi, một tiếp lên tới 150g mà hai tiếp là 300g. Là mình sử dụng rất là lâu, một ngày hai lần vô nha mấy chị nha. Chị nào lấy ghi cho em là set kem đánh răng ông già 79.000, set kem đánh răng ông già 79.000, một set 2 tiếp nha mọi người. 79.000 một set 2 tiếp, chị nào lấy lên đơn nha mấy chị nha. 79.000 một set 2 tiếp, chị nào lấy lên đơn giùm cho em ạ. 79.000 ha. 79.000 nha mấy chị nha, chị nào lấy lên đơn giùm cho em. Rồi nha mấy chị, set kem đánh răng ông già 79.000, set kem đánh răng ông già 79.000. Rồi chị nào lấy lên nha mấy chị nha. Á mà không có hàng chị ơi. Rồi chị nào lại lên đơn nha mấy chị nha. Kem đánh răng ông già. Rồi ok mấy chị. Rồi cái này á là cái mặt nạ trà xanh. À, chị nào chưa sử dụng thử đi mấy chị. Cái này là hàng của lấy cho vợ Kim Thần với. Cái này là của hãng Kim Thần mấy chị, Texada nè. Một gói như thế này 35.000. Bữa nay hãng sale, em gom cho mấy chị còn có giá 87.000 nguyên một hộp 10 gói mặt nạ luôn. Bình thường 350.000 một hộp, bữa nay còn 87.000 một hộp 10 gói. Nha mấy chị, đây nó cái hàng tem chống hàng giả giùm em rồi đây. À, tại vì cái hãng này là nó có cái tem này nha mấy chị, cho dù nó ra sản phẩm kem hay là mặt nạ nó cũng đều có cái tem chống hàng giả của nó ngay chỗ cái ngòi cái hộp đây nè.
Nhà mấy chị, một hộp nó như thế này em gom cho mấy chị giá sale khoảng 87 ngàn. Chị em nào lấy ghi dùm cho em là hộp mặt nạ trà xanh 87 ngàn, hộp mặt nạ trà xanh 87 ngàn. Rồi lên đơn dùm em nha, 87 ngàn nguyên một hộp 10 gói lần nha mấy chị. Nguyên một hộp trà xanh 10 gói lần chỉ có 87 ngàn à. Chị em nào lấy ghi dùm cho em ha, hộp mặt nạ trà xanh 87 ngàn, hộp mặt nạ trà xanh 87 ngàn, lên đơn dùm em. Nhà mấy chị 87 ngàn thôi nha mọi người nha, rẻ quá trời. Cái này là nó mặt nạ, nó là cùng hãng với kem thần này mọi người. Kem thần này là kem chuyên về mắt úp nha. Chị em nào mà xài cái này nhiều là biết ha, cái kem này là chuyên về kem mắt úp, kem trang điểm á mấy chị. Một hũ kem, nói thiệt không mấy chị nha, các chị nào mà mù trang điểm á, mấy chị thoa cái này lên là cũng được rồi. Nó trắng, nó mịn và nó che khuyết điểm cho mấy chị. Ok lắm, một hộp như thế này là 167 nha. Chị nào lấy thì ghi chị em là hộp kem thần 167 nha. Hộp kem thần 167 nha, lên đơn nha mấy chị nha, chị nào lấy lên đơn giùm em ha. Rồi mấy chị nha. Kính bếp nâu một cây nhíp vàng. Ok chị này. Rồi chị nào lại lên giùm em ạ. Rồi còn cái này là cái chai xịt đuổi chuột. Trong nhà có chuột, trần nhà có chuột, xung quanh nhà có chuột, gầm giường, gầm chiếu có chuột, tủ bếp, tủ ăn có chuột, mấy chị xịt cho em. Quán ăn, quán bún, quán phở mà có chuột mấy chị xịt cho em ha. Nhớ mấy chị, xịt này là nó sẽ đuổi con chuột đi. Một chai xịt chuột như thế này là 125, em xem mấy chị còn 87 nha. Chị em nào lại ghi giùm em là xịt chuột 87 ngàn, xịt chuột 87 ngàn, lên đơn giùm em nha. Xịt chuột 87 ngàn, xịt chuột 87 ngàn, chị em nào lại lên đơn giùm em ạ. Xịt chuột 87 ngàn, xịt chuột 87 ngàn, lên đơn nha. Một hộp như vậy có 87 ngàn, ôi một chai như vậy có 87 ngàn à. Chị em nào lại thì ghi giùm em là xịt chuột 87 ngàn giùm em à. Nó là chuyên về đuổi chuột luôn á nha mọi người. Nó là chuyên về đuổi chuột luôn á. Chị em nào mà chưa sử dụng mấy chị sử dụng thử đi. Này mấy chị, cái gói bông tai của Thái này, một bịch như vậy là 100 cây. Mà bình thường á mấy chị, bình thường á là nó tới 50.000 hai gói. 50.000 hai gói thì bữa nay em tách ra cho mấy chị còn có giá là một gói như thế này là 12.000 à. Mà 100 cây. Chị nào lại ghi chị em là bông tâm 12k một gói. Bông tâm 12k một gói mà một gói là 100 cây. Nhưng mấy chị nha, còn hai gói là bình thường nó là 50.000 mà bữa nay em tách cho mấy chị còn có 12.000 một gói thôi. Chị em nào lấy thì ghi giùm cho em là bông tâm 12.000. Bông tâm 12.000. Kem thần là 167 nha mấy chị chứ không phải 165 nha. Kem thần là 167 giùm em nha. Mấy chị cứ hỏi hoài luôn, hỏi rất là nhiều về kem thần này luôn. Mấy chị lấy thì nói em đang ở siêu thị em lấy luôn nha mọi người nha. Nhiều khi họ ở về tới Việt Nam rồi, về tới shop em rồi là nó hết hàng hoặc là nó thiếu hàng á. Mấy chị hỏi em không có. Nhưng mấy chị còn em đang ở Thái thì mấy chị muốn lấy bao nhiêu mấy chị nói em, mấy chị cứ lên đơn, mấy chị cứ để ở trong đó xong tới cái lúc em đi về rồi mấy chị mới đặt hàng. Cái em gom đâu có kịp mọi người, rồi nó còn chưa có tình trạng là nó bị hết hàng nữa. Cái xong cái gì không có trả đơn. Rồi gửi chị em bông tâm ha. 12.000 một gói, chị nào lấy bao nhiêu gói lên đơn. Bông tâm 12.000 một gói nha. Chị nào lấy bao nhiêu gói lên đơn giùm cho em ạ. À, 12.000 một gói, chị nào lấy bao nhiêu gói lên đơn giùm em. Rồi nha mấy chị nha. Cái này là hít mũi ông già. Ngứa mũi, nghẹt mũi, viêm mũi, dị ứng, chảy mũi nước, cảm cúm, đau đầu, stress, căng thẳng thần kinh, mấy chị hít giùm em. Hít mũi ông già này ha. Thương hiệu nổi tiếng của Thái Lan. Một cây như thế này là 35.000. Bữa nay em bán sale mấy chị 19.000 một cây. Mấy chị mua sỉ mua lẻ gì cũng 19.000 một cây. Mua nhiều mua ít gì cũng 19.000 một cây. Mua một cây một lóc gì cũng 19.000 một cây nha. Nhà mấy chị nào lại ghi giùm cho em là hít mũi ong già 19.000. Ngứa mũi, nghẹt mũi, viêm mũi, dị ứng, chảy mũi nước, cảm cúm, đau đầu, stress, căng thẳng thần kinh, mấy chị hít giùm em. Đặc biệt mà bị Covid rồi hít cái này nhanh hết lắm nha mấy chị. Trong vòng 3 ngày em test lại âm tính đó mấy chị, hít liên tục luôn á. Nhưng mấy chị cho nó sạch cái khoang mũi của mình đó mấy chị. Ghi giùm cho em là hít mũi ong già 19.000, hít mũi ong già 19.000, hít mũi ong già 19.000. Nha mấy chị nha. Chị nào lại lên giùm em ha. Hít mũi ong già 19.000. Giúp nào á chị để em về khách sạn em like, chứ còn bây giờ là em đang ở bên này em không có like được. Cái này đang ở siêu thị mỹ phẩm em không có like được nha chị nha. Không có đem theo được đó chị. Rồi ghi giùm cho em hít mũi ong già 19.000, lên đơn giùm em nha. Có 19.000 à mấy chị. Sữa tắm ngựa, nước hoa ngựa, lăn ngựa gì đâu chồng, lấy cho vợ cái này. Rồi ha, đây này mấy chị. Mấy chị hỏi dưỡng body hả? Mấy chị xài thử cái ổ hũ dưỡng body HIA của Thái này chưa? Nè, mấy chị có thiếu gì mấy chị hỏi em luôn để biết ngỏ em lấy luôn nha mấy chị nha. Cứ về tới nhà xong rồi mấy chị mới hỏi hàng, cái em không có. Bây giờ em đang ở siêu thị của người ta nè. Siêu thị nó đây là siêu thị lớn nhất mà gần như là đầy đủ hàng nhất luôn nha mấy chị nha. Gần 90% là đầy đủ hàng luôn á mọi người.
Này mấy chị coi em này, dưỡng body. Trời ơi, nghe tôi đi mua cái hũ dưỡng này vừa xài trời sướng lắm. Dưỡng body HA dưỡng mềm da, mềm da, mịn da. Đặc biệt nha mấy chị nha, chị nào mà hay bị khô mình như da rắn á, mấy chị xài cái này nhanh hết lắm. Cái thứ hai đó là nó giúp cho mấy chị trắng da. Cái thứ ba đó là nó giúp cho mấy chị lưu hương thơm trên body nha mọi người, lưu hương thơm trên body, thơm quá. Một hũ dưỡng body HIA như thế này 120.000 một hũ, bây giờ sale còn có 65.000. Chị em nào lấy ghi chị em dưỡng body HIA 65.000, dưỡng body HIA 65.000, dưỡng body HIA 65.000 lên đơn 65.000. Chị em nào lấy lên đơn nha, 65.000 thôi chị em nào lấy lên đơn ha. Ghi chị em dưỡng body HIA 65.000, dưỡng body HIA 65.000. Có 65.000 thôi nha mấy chị nha. Mà đi tới đâu nó lưu hương cho mấy chị tới đó luôn. Đi tới cũng thơm, đi lui cũng thơm, đi xuôi cũng thơm, đi ngược cũng thơm, đi ra cũng thơm, đi vô cũng thơm nha mấy chị nha, đã lắm. 65.000 rồi lên đơn giùm em. Hổ body HIA 65.000. Ô chồng có cái túi trữ sữa này chồng. Đi vài chuyến nữa rồi mới gom hả? Cái túi trữ sữa này. Đây nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. Hổ body HIA 65.000. Đây mấy chị nha, chị đã lấy cho em mà. Em có cái món mới này. Hơi bị đỉnh nha, đưa cái chai kia cho vợ coi. Chai chai xanh nữa, đưa cho vợ chai xanh này. Rồi, một dưỡng body HIA 65.000. Rồi mấy chị nha. Đúng rồi nha Mỹ Linh. Ui, mùi nào cũng thơm hết nhưng mà vợ thích màu à. Nè mấy chị, nè mấy chị coi giùm em nè. Áo mấy chị mới phơi xô không? Nó nhầu. Xịt cái này lên nó thẳng. Nè hàng của cái gì Hygiene này mấy chị. Một cái chai xịt. Cái này là cái chai xịt đỡ giúp cho nó thơm và thẳng quần áo dùm cho em. Nhưng mấy chị xịt sơ hơi thơm lắm. Tại hồi bữa ông nhớ Sen Thư hả? Hồi bữa nó ra nó chở mình hả? Nó xịt cái này nè thơm. Đi trên xe của nó cái mùi nó thơm mà dễ chịu. Sao mà dễ chịu luôn. Đi xe hơi với mấy chị. Mà em á là em bị say xe. Mà họ tự nhiên em mở cái cửa xe của nó ra em nghe mùi thơm. Em nói chứ ủa xe em xài cái gì mà nghe mùi thơm dữ. Nó nói chị em xịt cái chai thẳng quần áo mình mua bên Thái đó chị. Trời ơi thiệt luôn mấy bà ghiền lắm. Nó nói xịt lên quần áo đồ nó thẳng lắm. Nhưng mấy chị em order hoài lần nào nó cũng bị sụt giá. Ô quên nó cũng bị tăng giá với lại cũng bị hết hàng hết á. Cho nên không có. Bữa nay chị em nào lấy hốt luôn. Nhưng mấy chị ghi dùm cho em là xịt thẳng quần áo đi nha. Xịt thẳng quần áo nó vừa thơm vừa thẳng quần áo luôn. Nha mấy chị nha, cái chai này á mấy chị bình thường đang nó đang bán là 220 á. Nha mấy chị nha. Còn em bán cho mấy chị này ha. Là ủa, ai ta ai bán 220 ta? Ai bán 220 đi quên mất rồi. Ai bán này, ai bán 220 này quên mất rồi ta. Không nhớ được 220 bữa ai bán. Nhưng mà bình thường cái giá dao động của nó là từ 160.000 cho tới 220. Em gom cho mấy chị 135.000 một chai. Nhưng mấy chị nha, chị nào lấy thì ghi giùm em là xịt thơm quần áo 135.000, xịt thơm quần áo 135.000, chị nào lấy lên đơn giùm em. Trời ơi cái mùi này thơm ghê mấy chị. Ghi giùm cho em là xịt thơm quần áo 135.000. Nha mấy chị nha, xịt thơm quần áo 135.000. Xịt sơ hơi được nha mấy chị nha, xịt áo, xịt quần. Áo quần của mấy chị nào mà mới giặt xong á nó thường bị nhầu đúng không? Thì mấy chị treo cái áo lên mấy chị xịt cho em đi, tự động một chút xíu nó thẳng cái áo mấy chị ra. Mà nó lưu hương thơm trên quần áo cho mấy chị nữa. Nha mấy chị 135.000, chị em nào lấy lên đơn giùm em ha. Nha mấy chị xịt thơm quần áo 135.000, chị em nào lấy lên đơn nha mọi người nha. Lấy cái sọt ở trong lấy luôn đi. Rồi mấy chị ghi cho em là xịt thơm quần áo, không phải xịt phòng, cái này là xịt thơm quần áo nha mấy chị. Ghi cho em là xịt không được ghi chữ xịt thơm quần áo. Đây xịt thơm gì ta? Xịt thơm hồng đi hả? Xịt thơm hồng đi. Nha mấy chị, ghi cho em là xịt thơm hồng 135.000 ha. Xịt thơm hồng 135.000. Đó mấy chị coi này, một bên là áo nó bị nhầu này, một bên mấy chị xịt lên là nó thẳng này. Cái này công dụng của nó ok lắm nha mấy chị, 135.000. Rồi chị nào lấy lên giùm cho em ha. Ghi cho em là xịt thơm. Xịt gì ta, xịt thơm hồng đi ha, xịt thơm hồng đi nha mấy chị nha, xịt thơm hồng đi nha mọi người, xịt thơm hồng đi. Chị nào lấy lên giùm chị em ha. Cái này mấy chị xịt ở trong phòng cũng được luôn, xịt sơ hơi được mà sao trong phòng là không được. Nha mấy chị xịt trên áo, trên quần, trên ga, trên gối, trên nệm nha mấy chị nha. Nè, trên áo, trên quần, trên ga, trên gối, trên nệm đều được hết nha mấy chị nha, lưu hương thơm nha mấy chị. Cái thứ hai nữa này mọi người, đây nè nè, áo quần nè, cái khăn quàng cổ nè, cái ga, cái gối, cái mền, cái nệm nè ha, cái rèm cửa nè, trong phòng nè, giày dép nè,
gì nữa, xe hơi này nha mấy chị nha, lên giùm em ạ. Xịt thơm hồng 135.000, xịt thơm hồng 135.000, chị nào lấy giùm em ạ. Chồng lấy cái sọt lấy luôn đi. Ừ. Ê mấy chị nha, chị nào lấy cái chị em ạ, xịt thơm hồng 135.000, rồi chị em nào lấy lên đơn nha mấy chị nha, 135.000 à. Chị nào lấy lên đơn ha, 135.000. Rồi em lên tiếp cho mấy chị sữa tắm này mấy chị, cái này là chai sữa tắm ngựa. Sữa tắm ngựa nha mấy chị nha. Nam tắm được, nữ tắm được. Ha, nam tắm được, nữ tắm được, hàng nội địa của Thái Lan giùm em. Một cái chai sữa tắm như thế này là 500ml, giá của nó là 185.000. Em gom mấy chị giá sale còn 115.000. Nha mấy chị, và được tặng thêm một chai lăn ngựa nha mấy chị. Cái này là sữa tắm ngựa hay còn gọi là sữa tắm nước hoa đó mấy chị, mà nam được, nữ được nha mọi người nha. Nam tắm được, nữ tắm được giùm em. Nha mấy chị, một chai như thế này là 115.000, 500ml, xài cả nhà luôn. Chị em nào lấy cứ chị em là sữa tắm ngựa 115.000, sữa tắm ngựa 115.000 ha. Những sản phẩm hàng nội địa của Thái nó rất là tốt, chị em nào lấy thì lên giùm em. Rồi còn cái này là nước hoa ngựa, hàng nội địa của nó luôn. Cái này nó nhỏ thiệt nhưng mà nó có giỏ lắm á mấy chị, nó thơm lâu và dai lắm nha. Một chai nước hoa ngựa như thế này giá của nó là 65.000, em bán tặng mấy chị còn 39.000. Chị em nào lấy thì ghi giùm cho em là nước hoa ngựa 39.000, nước hoa ngựa 39.000, nước hoa ngựa 39.000, sữa tắm ngựa 115.000, nước hoa ngựa 39.000, sữa tắm ngựa 115.000. Rồi lên đơn giùm em ha. Rồi, còn cái này á là cái chai lăn ngựa luôn. Này mấy chị, lăn ngựa của hãng nó luôn nha mấy chị nha. Cái lăn ngựa của em bán mấy chị là tới 80ml lận nha mọi người, 80ml lận. Nó khác với cái loại là 80ml lận nha mấy chị, nó khác với cái loại là như ta. Nó khác với cái loại là nè, như cái này là 40ml nè. À cái này là 25ml rồi 40ml, 60ml, còn của em bán mấy chị là 80ml. Một cái chai lăn ngựa như thế này chỉ có 49.000 à. Thứ nhất là nó khử mùi hôi này. Cái thứ hai này, nam nữ đều xài được hết nha mấy chị nha. Và nó lưu hương thơm cho mấy chị là tới 24 giờ lận nha mấy chị. Chị em nào lấy thì ghi giùm cho em là nước hoa lăn ngựa 49.000, nước hoa ngựa 39.000. Cái chai nước hoa này mấy chị nên mua nha. Thử đi mấy chị, nước hoa ngựa này mấy chị nên mua này, bỏ trong túi mấy chị đi đâu mấy chị đem theo cũng được hết á. Mà mình xài cũng được, chồng xài cũng được, con xài cũng được. Ví dụ như con nó đi học á mấy chị, nó muốn cái mùi thơm. Cái kiểu như là nó muốn cho nó kiểu như nó có thơm vậy mấy chị. Mấy chị lấy cái này mấy chị chấm chấm lên chút xíu là nó thơm à. Chị em là lấy ghi chị em là nước hoa ngựa 39.000, lăn ngựa 49.000. Rồi sữa tắm ngựa là 115.000. Rồi chị em nào lấy lên đơn nha mấy chị nha. Cái này là những cái sản phẩm hàng nội địa của nó. Chị em nào lấy lên đơn nha mấy chị em nào lấy lên đơn giùm chị em ha. Chị em nào lấy lên đơn giùm mấy chị nha. Ghi rõ cái tên sản phẩm giùm em ha. À mấy chị có hỏi em là gì quên rồi. Vaseline nè. Vaseline xanh 149.000 một tiếp. Chị nào lấy thì ghi chị em là Vaseline xanh 149.000. Vaseline xanh 149.000. Chị nào lấy lên giùm em ha. Ha từng ngụm nước ngụm một lần ngụm. Đồng đồng lấy cái sọt lấy. Lấy cái sọt lấy đồng. Lấy ông giác kia cực đó hả? Nhưng mà hả? Nó có đi. Nhưng mà nó lâu lắm. Lâu lắm nó hết hàng á. Rồi cho mấy chị nha, chị nào lấy với lại sẵn con lấy mấy món nữa. Ê. Cái gì đó. Mệt quá. Rồi nha mấy chị nào lấy giùm em ạ, Vaseline xanh nha mấy chị nha, Vaseline xanh 149.000. Rồi chị nào lấy lên đơn giùm em 149.000. À Vaseline 149.000. Rồi em lên tiếp cho mấy chị cái nước hoa ngựa, nước hoa ngựa ok mấy chị này. Em lên cho mấy chị cái dầu cù là đen. Đây là cái dầu cù là đen chuyên dùng để xoa bóp đau nhức nha mấy chị nha. Đau nhức cổ, nhức vai, nhức lưng, nhức tay, nhức chân, nhức cơ, nhức đầu gối, nhức khớp gối liên quan tới đau nhức là mấy chị xài. Một hũ như thế này á, là giá của nó là 125.000. Em gom cho mấy chị giá sale chỉ có 67.000 một hũ thôi. Nha mấy chị nha, để cái hũ này trong nhà này mấy chị. Mấy chị chỉ cần liên quan tới đâu nhất là mấy chị xài. Mà xài là sẽ hết giùm cho em nha. Nhất lắm mấy chị. Cái cổ, cái vai này nó nhức lắm, khó chịu lắm. Tối nó mấy chị thoa đi, sáng ngày hôm sau là mấy chị khỏe liền à. Cái lưng mấy chị đau này, mấy chị thoa cho em đi nha. Tối thoa sáng đỡ liền luôn. Cái vai, cái lưng, cái tay, cái chân, cái cơ, cái đầu gối, khớp gối mấy chị luôn. Chỉ cần liên quan tới đầu nhất là mấy chị xài. Nhưng mấy chị, một hũ dầu cù là đen như thế này chỉ có 67.000 một hũ. Không có bao nhiêu tiền đâu mấy chị, 67.000 thôi. Nhưng mà cực kỳ tốt đối với chị em mình. Không mấy chị, được cực kỳ tốt đối với những ai bị đau nhất. Nhưng mấy chị nha, những ai mà bị đau nhất là em nói thiệt mấy chị luôn, khó chịu lắm mọi người. Đi cũng đau, đứng cũng đau, ngồi cũng đau, nằm cũng đau, rất là khó chịu. Thay vì vậy mấy chị mua cái dầu này nè, mình thoa mình xoa vô.
em có bầu mà không có ngày nào mà em không xài trơn mấy chị ơi. Em có bầu mà ngày nào em cũng xài hết đó, là tại vì mấy bị sao biết không, nó bị đau cái lưng với lại hai cái xương hông xương chậu gì của em không biết nữa, mà nó đau chịu không được, đi không có nổi mấy chị, ngồi làm á, với lại em ngồi la nhiều quá mấy chị, là tối nay em cũng phải xoa hết. Một hũ dầu cù là đen của Thái giá của nó là 67.000. Chị em nào lấy thì ghi giùm em là dầu cù là đen 67.000, dầu cù là đen 67.000, dầu cù là đen 67.000, lên đơn giùm em ha. Dầu cù là đen 67.000, dầu cù là đen 67.000, chỉ có 67.000 thôi. Nhưng mấy chị chuyên dùng để xoa bóp đau nhất giùm em ha. Nhức cổ, nhức vai, nhức lưng, nhức tay, nhức chân, nhức cơ, nhức đầu gối, nhức khớp gối, liên quan tới đau nhất mấy chị xài 67.000. Rồi chị em nào lấy lên giùm em dầu cù là đen ha. Rồi cho mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ha. Chồng lấy cho giờ trà chồng. Trà phải mở gì vậy trời, lấy cái màu hồng thôi, dặn cái màu hồng lấy luôn cả màu xanh. Đây mấy chị nha, lấy cái gói ấy nè. Rồi dầu cù là đen, dầu cù là đen, rồi chị nào lấy lên đơn giùm em ha. Dầu cù là đen, dầu cù là đen, chị nào lấy lên đơn giùm em ạ. Rồi em lên cho mấy chị cái hũ trắng răng. Chị nào bị vàng răng, bị ố răng, bị cao răng, bị vôi răng, bị hôi miệng, mấy chị sử dụng giùm em. Lấy cái bàn chải, quyệt miếng kem đánh răng này lên, nặng kem đánh răng hàng ngày ra, chà chung cho em một ngày hai lần sáng tối giùm em ha. Cái hàng cao cấp mấy chị đỡ giùm em đi, nó có cái mọc ASEAN ở đây nè. Hàng cao cấp mấy chị xài được răng thường, răng niền và răng sứ luôn. Nhưng mấy chị coi giùm em nè, răng đen, quên răng ố vàng á mấy chị. Răng ố vàng xài cái này nó nhả cái ố vàng đó ra. Nhưng mấy chị lấy cái bàn chải, quyệt miếng kem này lên, nặng kem đánh răng hàng ngày ra, mấy chị chà chung cho em. Nó tiện và nó rất là gọn luôn nha mấy chị nha. Không có mất thời gian của mấy chị, nhưng mà bù lại hở răng mấy chị nó chắc khỏe hơn này, nó sạch hơn này. Và đặc biệt nha mấy chị nha, nó trị hôi và trị vàng ố chân răng cho mấy chị nữa. Một hũ như thế này 75.000, em sale cho mấy chị còn 49.000. Nhưng mấy chị gom giá sale còn có 49.000 thôi. Chị em nào lấy thì ghi giùm cho em là hũ trắng răng 49.000, hũ trắng răng 49.000, chị em nào lấy lên đơn nha. Hũ trắng răng 49.000, răng bị ổ vàng này, răng bị hôi này, răng thường, răng niền, răng sứ này, nha mấy chị nha, đều được hết nha mấy chị, chứ nó không có kén răng. Còn cái loại thường á là mấy chị chỉ xài được răng thường thôi, không có xài được răng niền và răng sứ. Nhưng mà cái này là xài được cả răng niền và răng sứ luôn. Chị em nào lấy ghi giùm em là hũ trắng răng 49.000. À, hàng cao cấp giùm em nha mấy chị nha. Rồi mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. Được chị, được hết nha chị Ngọc Diệp ơi, được hết, răng thường, răng niền, răng sứ, răng giả gì đó, chị ơi chị xài nó sạch, nó sẽ không có bị mùi hôi. Nhưng mấy chị nha, cái mùi hôi á mấy chị, mình vệ sinh mà không kỹ là nó rất là dễ bị mùi hôi răng, thì mấy chị sử dụng cái này giùm cho em. Cái này ok lắm nha mấy chị nha, mấy chị nào mà xài nhiều rồi là biết, thích lắm. Mỗi lần mà nghe em sale cái là mấy chị lấy rất là nhiều ha. Mấy chị nghe em sale cái mấy chị lấy rất là nhiều, cứ để dành đã xài á mấy chị, cứ để dành đã xài. Chứ hàng thường cũng hết 49.000 rồi mọi người. Hàng thường có người bán 49, nhưng mà cũng có người bán 55, cũng có người bán tới 60.000 cái hũ hàng thường á. Còn cái này là hàng cao cấp giùm cho em. Mà em vẫn gom cho mấy chị giá sale 49.000 là mấy chị biết rồi á. Thử đi nha mấy chị nha, thử đi, mấy bà không tin thử một hũ trước đi, ok rồi mấy bà mua thêm. Ok lắm, xài ngon lắm nha mấy chị. Cái này là bịch trà giảm cân giùm cho em, trà đào thải mỡ ha. Một bịch như thế này nè mấy chị, là nó sẽ giảm cho mấy chị từ 3kg, ở từ 2kg tới 5kg tùy cơ địa. Nhưng mà được một cái mấy chị biết gì không, trà nó rất là an toàn. Nó cực kỳ an toàn luôn. Có nghĩa nó là trà giảm cân. Nhưng mấy chị uống mấy chị như là trà Lipton vậy á. Mấy chị lấy một gói nha, mấy chị bỏ vô trong cái ly nước á, rồi mấy chị chế nước sôi vô để nó ra trà. Mấy chị nhầm nhầm để cho nó ra trà, xong mấy chị uống rồi một phát rồi mấy chị đi ngủ. Uống vào mỗi tối trước khi ngủ giùm em, buổi sáng dậy nó sẽ đào thải mỡ mấy chị bằng đường ị. Cho nên là khi mấy chị ị nó ra hết là cái bụng mấy chị nó rất là nhẹ luôn. Và đặc biệt mấy chị nó xịt mỡ bụng sẽ nhanh nhất, nhanh hơn so với những chỗ khác, ví dụ như là nọng, cằm, tay chân thì bụng nó sẽ ra nhanh nhất. Như mấy chị đó là cái nơi tích tụ mỡ nhiều hơn á, cho nên nó sẽ đào thải mỡ nhiều hơn. Nó giảm tầm 2-5kg tùy cơ địa từng chị. Nó là trà mọi người ơi, nó là trà chứ không có phải thuốc gì đâu, cho nên là mấy chị ơi sử dụng nó ok lắm. Một bịch như thế này 139.000, chị nào lấy trà giảm cân và không cho chọn màu. Một bịch một màu, ba bịch ba màu giùm em. Trà giảm cân, một bịch một màu, ba bịch ba màu. Trà giảm cân, một bịch một màu, ba bịch ba màu. Nha mấy chị nha, chỉ có 139.000. Cái thứ hai này mấy chị là nó rất là dễ uống nha, toàn là rồi, cái này là hoa cúc nè. Rồi còn cái này là chanh mật ong nè. Rồi còn cái này là thảo mộc nè. Đó, cái loại nào nó cũng dễ uống hết nha mọi người nha, cho nên là mấy chị không cần ờ Thủy ơi phải chọn cái này kia nọ, không, người ta cho chọn người ta cũng không
cho chọn luôn với chị mà đã bán 180 rồi. Còn em mới hỏi là không cho mấy chị chọn, nhưng mà em thà em bán sale cho mấy chị có 139.000 vậy á, cho mấy chị họ khỏi cần phải chọn, nhưng mà nó giảm được cái nào hay cái đó với chị, chứ giờ cho chọn lười lắm mấy chị. À, chọn lười lắm nha mọi người nha. Nhiều khi họ là đâu phải trà lúc nào nó cũng ra nhiều đâu mấy chị. Nó ra cái nó cháy hàng, ra cái nó cháy hàng. Ví dụ như bữa nay nó còn cái vị này, nhưng mà bữa sau nó đâu còn vị này nữa đâu. Đó, bởi vậy mấy chị đòi vị này vị kia cái là nó không có nha. Chứ lại mấy chị ơi, nó an toàn lắm mọi người, kệ nó nha, kệ nó an toàn, nó ok cho body của mình là được, nó ok cho người mình là được. Nó đào thải mỡ thừa cho mấy chị ha. Một bịch 139.000, em nói trước luôn em không cho chọn màu. Nhưng mấy chị em nói trước là em không cho chọn màu, thông cảm giùm em chỗ đó nha. Thà em bán rẻ, thà em lời một bịch 3.000, 5.000 cũng được, nhưng mà lấy cho nó nhanh. Chỗ nó bốc, nó lụm, nó bốc, nó lụm vậy xuống mấy chị, khỏi mất công nó chọn. Ê chết chè hết cái này, ê chết chè hết cái này, ê chết chè hết cái này, chỉ mất công lắm nha. 139.000, tại vì cái loại nào nó cũng dễ uống hết. Nếu như cái loại nào mà nó uống ngon hơn thì em sẵn sàng chọn cái vị ngon hơn cho mấy chị. Nhưng mà đằng nãy họ vị nào cũng dễ uống nha mọi người nha. Rồi 139.000, rồi chị nào lấy lên giùm em ạ. Trà giảm con 139.000. Một hộp miếng dán nhất. Dán nhất á, là một hộp của nó là 20 gói nha chị Minh Huệ nha. Một hộp dán đâu nhất là 20 gói nha chị nha. Một gói trà, gửi chị em trà giảm cân nha mấy chị nha. Được nha chị Huệ Hoàng ơi, bình thường luôn, rất là bình thường luôn. Thiếu gì người uống như vậy luôn á chị. Người ta uống á, trà giảm cân đâu. Rồi ok chị, người ta uống vậy nhiều lắm á chị. Uống đó người ta kết hợp á chị. Tại vì cái này là trà, mấy chị đừng có nghĩ gì xa xôi á. Ví dụ như mấy chị mua thuốc, mấy chị uống á, thì mấy chị, ôi thì ơi, có sao không, có sợ không, có lo lắng hay không. Còn cái này là trà. Rồi mấy chị coi giùm em nè. Cái gói trà như trà Lipton vậy á, mấy chị hay uống trà Lipton không? Là mấy chị pha y chang như trà Lipton, cái trà Lipton sao nó vậy đó. Mấy chị xé gói ra, xong mấy chị bỏ ra. Bỏ ra trong cái ly nước, chế nước sôi vô, để cho nó ra trà rồi uống một hơi xong, đi ngủ. Sáng dậy đào thải mỡ ra bằng đường ị cho mấy chị, sạch sẽ, sướng. Rồi nha, chị nào lấy em, rửa phụ khoa chị có em ơi. Rồi mấy chị nha, chị nào lấy lên nha mấy chị nha. Ủa em nói là gì, nước rửa hay là sáp rửa? À mà mới nãy hỏi em cái kính giả cận. Ra ra đợi em xíu, kính giả cận này. Ca chống nắng nano một son dưỡng cho em, chuẩn bị là hết giờ rồi nha mấy chị nha. Chuẩn bị là em đi về khách sạn á, em về khách sạn em like thêm nữa nha mấy chị. Kính giả cận màu xám tay cực kỳ sang luôn, 79.000 một cây, đeo lên cực kỳ sướng mắt luôn. Nó nhẹ lắm nha mấy chị nha, nó không có bị đau con mắt của mình ha. Và nó không có bị đau ngay chỗ cánh mũi mình. Nó là dạng gọng dẻo này mọi người. Đó, nha mấy chị nha. Một cây kính giả cận 79.000. Một kính giả cận 79.000. Chị nào lại lên giùm em ha. Kính giả cận 79.000. Cái này là màu xám tay nha. Và còn cái này á, là màu đen này. Cái này là màu đen nè mọi người. Kính giảm cận màu xám tay. Còn cái này kính giảm cận màu đen này. Sang chưa? 79.000. Ân xám tay lấy xám tay, ân đen lấy đen giùm em 79.000. Ân xám tay lấy xám tay, ân đen lên đen giùm em 79.000. Đó, quá đẹp luôn nha mấy chị nha, quá đẹp luôn. Mà sang nữa mấy chị mọi người ha. Lên giùm em kính giả cận màu đen hoặc màu xám tay 79.000. Kính giả cận màu đen hoặc màu xám tay 79.000. Ân đen lấy đen, ân xám tay lấy xám tay giùm em. Ba Chi có luôn nha chị Vương Hạnh ơi. Ba Chi là 129.000 một hộp nha chị Vương Hạnh. Ha, chị có lấy thì chị lên giùm em nha. Rồi chị em nào lấy lên giùm cho em ạ. Kính giả cận xám tay 79.000, kính giả cận đen 79.000. Trời ơi em bán giá sale á mọi người à, mấy chị mua quá trời luôn. Rồi chị nào lấy lên giùm em ạ. Ân đen lấy đen, ân xám tay lấy xám tay giùm em nha. 79.000 à, có 79.000 thôi nha mấy chị. Ha, bà đeo nó nhì lắm mấy chị, sướng mắt lắm. Rồi nha, chị nào lấy lên giùm em 79.000. Bữa nãy giờ mấy chị nào hỏi á, gửi cho em là kính giả cận nha chị, kính giả cận giùm em ha. Kính giả cận, chị nào lấy kính giả cận lên giùm em, kính giả cận này. Ân xám tay lấy xám tay mà ân đen lên đen giùm em ạ. Nha mấy chị, ân đen lên đen, ân xám tay giùm em. Rồi, em lên cho mấy chị cái sáp âm đạo này. Đây là cái cục sáp mà thần thánh nhất mà từ trước tới giờ nha mấy chị nha, em đã từng sử dụng. Đầu tiên đập vô mắt mình là nó toàn bộ là thảo dược hết. Nó không phải thuốc đâu mấy chị, mà nó cũng phải hóa học mà nó là thảo dược. Nha mấy chị, thuốc giảm cân mắt 7 đây là 135.000 nha. Có lấy thì lên giùm nha, 135.000 một hũ. Rồi ok chị Vương Hạnh, ba chi cam nha Vương Hạnh nha. Mấy chị xé cục sáp ra, ôi xé bình bóng ra, bỏ cái cục sáp vô túi lưới rồi mấy chị rút cái dây lại. Mấy chị lấy cục này chà trực tiếp vô âm đạo, chà hai cái bìm, chà luôn cả sâu mông cho em.
cái cục này nó có công dụng này mọi người. Thứ nhất, nó trị mùi hôi cô bé, nặng mùi cách mấy cũng hết giùm em. Cái thứ hai, đó là nó trị khô âm đạo cho mấy chị luôn. Có nhiều chị là bị khô mà kiểu như nó không có cân bằng được độ pH âm đạo cho mấy chị á. Cái thứ ba là những chị nào mà bị mùi hôi này, bị huyết trắng này, bị dịch dơ này, bị dịch vàng này, đẩy khí hư âm đạo với chị ra này. Trời ơi, cái cục này nha, mê mẩn luôn. Mấy bà xài đi bao ghiền luôn. Một cục thôi, mấy bà xài hết một cục đi. Lã hở nó khác một trời một vực. Cái mùi hôi của mấy chị nó giảm rất là mạnh luôn. Cái thứ hai, nó lưu hương thơm. Tại vì khi mà nó hết hôi rồi á, là những cái hương thơm này mấy chị, thảo dược này này, nó bám trên quần lót của mấy chị á. Nó thơm, lưu hương thơm mấy chị cả ngày luôn. Cái thứ ba này mấy chị, nó sạch sẽ lắm. Và nó trị thâm, trị thâm cô bé, thâm bệnh, thâm mông nữa. Đỡ giùm em á, cái mông chị nào mà hay bị mụn mông và hay bị thâm mông á, soi cái gương đi ha mấy bà, soi cái gương đi trước khi xài ha, rồi sau khi xài mấy bà đỡ giùm em đi ha. Sau khi xài hết một cục á nha mấy bà, đỡ giùm em á, là cái mông của mấy chị nó hết mụn này rồi, nó trị thâm cho mấy chị nữa. Ok cực kỳ luôn. Một cục như thế này 95.000, em sale cho mấy chị còn có giá là 65.000 một cục à. Sáp âm đạo xài sạch dịu mà thơm lắm luôn, đã ha. Nói chung xài thử đi mấy chị, có 65.000 một cục à. Nhà mấy chị nha, nhịn mấy bà, nhịn mua đôi dép, mua áo, mua quần bên nhà em cũng được, nhịn đi, nhịn món cũng được đi mấy chị. Mua cục này đi, nghe em đi, mua thử một cục thôi rồi xài ok mình mua thêm nữa. Tại vì một cục mấy chị xài hơn một tháng luôn mọi người. Còn một ly trà sữa hấp phát cũng hết 60-70 ngàn rồi. Thôi kệ, bữa nay nhịn ly trà sữa mua thử của em đi, xài được gần cả hơn cả tháng luôn. Trị thâm cô bé, trị thâm bệm, trị thâm mông, trị mùi hôi ha, trị mùi hôi cô bé, trị mùi huyết, quên, trị huyết trắng mấy chị, trị dịch dơ, dịch vàng, khí hư âm đạo, đẩy khí hư âm đạo ra, xài cho em luôn. Nhưng mấy chị lấy cái giờ serum HA chồng. Rồi, một cục sáp âm đạo như thế này, giá của nó này thì mấy chị, một cục sáp âm đạo như thế này, giá của nó là từ 95.000, em xem cho mấy chị còn 65.000. Ngủ. mười phút nữa rồi này chồng, lấy chân giờ cái serum muốn ca cái này. Rồi lên em còn 10 phút nữa đóng cửa mọi người. Rồi chị nào lấy lên giùm em nha quý chị nha, cứ giùm em là sáp âm đạo lên đơn, sáp âm đạo lên đơn, sáp âm đạo lên đơn, sáp âm đạo lên đơn giùm em ha. Chỉ có giá là 60-65 ngàn. Rồi mấy chị ơi, lấy gì lên giùm em nha mấy chị, em vừa khách sạn em like nữa nha mọi người. Mấy chị lấy gì mấy chị lấy lên giùm em ha. Kem 4K nào nha, 4K trái cây 119 ngàn, 4K đen 119 ngàn. Tại mấy chị biết vì sao không, em báo nó gấp quá mà em đâu có biết là mỗi khi là em ra là muốn like tới mấy là nó sẽ trực cho em liền à. Mà bữa nay nó nói là do không có người trực đó mấy chị, bữa nay là kẹt người, không có người trực, cho nên là bữa nay không có người trực và ngày mốt thì nó mới có người trực. Cho nên là tối mốt em mới like được cho mấy chị tới 11 giờ nha. Bữa nay em chỉ like được tới 10 giờ là nó đóng, quên, tới 9 giờ là đóng cửa rồi. Không có người trực ở mấy chị, cho nên là mấy chị lấy nhanh nha mấy chị nha. Rồi em về khách sạn em like nữa ha. 4K đen, 4K trái cây, 4K đỏ, 119 nha một hũ. Chị nào lấy lên giùm cho em ha. Rồi sáp âm đạo ok mấy chị. Thịt xịt thẳng quần áo là 135 ngàn. Chị nào lấy lên đơn giùm em. Xịt thẳng quần áo nha mấy chị nha, vừa thẳng vừa thơm nha mấy chị nha. Xịt nha mấy chị nha, xịt thẳng quần áo vừa thẳng vừa thơm nha mấy chị nha. Chị nào lấy lên giùm cho em ha. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. Ghi rõ ra nha mọi người ơi. Rồi nha mấy chị nha, 4K trái cây đen. Gì trái cây đen là gì? Trái cây là trái cây mà đen là đen chứ. Rồi mấy chị sáp âm đạo lên đơn, sáp âm đạo lên đơn giùm cho em ha. Sáp âm đạo lên đơn, sáp âm đạo lên đơn. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy nữa lên em. Chống nắng nano này mấy chị, chống nắng nano ha. Chống nắng nano nha mấy chị nha. Đây chống nắng nè, dòng kem chống nắng best seller của Thái Lan. Một hũ kem chống nắng như thế này giá của nó 120, bữa nay em gom mấy chị giá sale 69.000. Chị nào lấy thì ghi cho em chống nắng nano 69.000. Chống nắng nano 69.000 giùm cho em nha. Chị nào lấy lên đơn giùm em ạ. Serum HA phiên bản mới nha mấy chị nha, tinh chất và dưỡng chất của nó đậm đặc hơn trước nè mấy chị. Đã không? Nó căng cái da này. 87.000, chị nào lấy ghi cho em là serum HA 87.000, serum HA 87.000, lên đơn giùm em nha. Cây son dưỡng nha đam này mấy chị, coi em này, đó nha. Nó giúp hồng môi, mềm môi và mịn môi cho mấy chị luôn. Một cây son dưỡng nha đam bán tặng cho những ai có đơn hàng. Một cây như vậy từ 75.000, em bán sale cho mấy chị còn có 19.000 một cây à. Cái này là em bán tặng cho những ai có đơn hàng nha. 19.000, ghi cho em là son dưỡng nha đam 19.000, son dưỡng nha đam 19.000, lên đơn giùm em ha. Có 19.000 một cây thôi nha mấy chị nha. Hai xịt thơm quần áo rồi ok mấy chị, chị nào lấy lên giùm em ạ. Ghi giùm em son dưỡng nha đam. Cái này là cây em đang xài. Rồi này mấy chị nào lấy lên giùm em ha. Rồi cái túi sách em đang đeo này mấy chị là cái túi sách Prada. Là cái túi sách em đăng bài á.
ha mấy chị, cái túi sách em đăng bài này, em đang sale cho mấy chị 79.000 một túi, chị nào lấy thì lên giùm em là túi sách Prada 79.000. Túi sách Prada 79.000. Rồi giùm mấy chị. Serum 4K là 127.000 đâu rồi chồng? Serum 4K 127.000, chị lấy lên đơn giùm em serum 4K 127.000, chị nào lấy lên đơn nha. Serum 4K 127.000, chị nào lấy lên đơn nha mấy chị. Serum 4K 127.000, chị nào lấy lên đơn giùm em. Rồi nha mấy chị nha. Thôi bây giờ em xuống like nha mấy chị nha. Em xuống like hả? Ủa. Nó nói bao nhiêu nữa chồng? Bây giờ còn có mình em luôn mọi người. Thôi em xuống like nha mấy chị nha. Em vừa khách sạn rồi em like nữa nha mọi người. Em vừa khách sạn em like nữa ha. Bye bye mấy chị nè. Bye bye mọi người.